ít này á. Nhiều hình lắm mà. Ít nhất nó phải là 15 hình. Chơi đấy là đấy, cứ chơi đấy, một mẫu làm lại hai lần được. Chị nhá, bỏ like chấm like cho em đi. Bạn làm mua bộ lam thì nhanh chóng. Nói chung là các chị cứ bỏ nhặt ngoài like, em chả biết nhặt nào. Vì có lắm bà là chưa xem like đó chị ạ. Xong cứ bận tư vấn bên ngoài mệt lắm, thật sự. Nó có nhiều đâu, hôm nay em trả khách xong, bây giờ chỉ còn một ít thôi. Đen hoàn toàn là không có. Thế là nhiều bà cứ nhắn bảo là cho chị bộ đen, với cho chị bộ khác màu, không trả lời làm sao luôn. Vì đã nói rõ là không có đen. Tại cứ hỏi em ơi, đóng đen chị. Xong rồi là kiểu là nhiều chị nhắn này em không biết tư vấn nào. Tốt nhất là các chị tập trung vào like, chốt cho em mới để đóng sớm, không có ai nằm đơn nữa các chị ơi. Bây giờ mới cắt bao này, trả đơn khách không là đóng nhầm sao lách. Chị đã không lấy xét lách, đấy chị vẫn lấy xét lách vì nó đẹp. 75.000 bỏ, đẹp ơi đẹp. Mà không có đen mọi người ạ, nó về là một ít không được có cái màu này đẹp này. Đấy các chị vào đi, không ai tí là em lên luôn đấy. Chốt cái này các chị chốt nhanh, chỉ 15 phút đầu này là nhanh là xong. Chương trình không bao giờ có nữa, em thề luôn. Cái này là đây là các chị thích quá. Em có 100 con em chạy khách còn thèm. Tầm này mà có quần áo hè chạy sướng á chị ạ. Nhà em lại chết dở cái rồi, toàn đông, toàn áo khoác, toàn đen, đang chết dở luôn. Nhưng mà sang tuần thì lạnh rồi. Nhưng mà em nghĩ nếu mà sang tuần không lạnh là nhà em sẽ thay đổi chiến thuật, sẽ tập trung là đi nghĩ kế nào mà mạnh về mạng, gọi là marketing tinh, hoặc là làm cái gì gọi là dành thời gian để nghỉ ngơi và nghĩ chiến thuật khác nữa. Chứ em thấy cảm giác đang bị thất bại các chị ạ. Nhớ đôi khi người ta nói là bán rẻ không phải là một chiến thuật. Bán rẻ có những cái like, ví dụ như cái like ngày hôm qua em bán hàng xong các chị ơi, hôm qua em tắt like cho mọi người nhá, tâm sự đầu like tí, hôm nay vẫn tâm sự đầu like tí, hôm qua tắt like cho mọi người xong và em nằm nguyên vị trí này đến 1 giờ đêm em đi ngủ. Em lòng em nghĩ tại sao mình bán rẻ thế mà khách vẫn không mua. Có phải là mình đã thất bại không? Thất bại đấy các chị ạ nhá. Vì cái like ngày hôm qua là hoàn toàn một cái like lỗ vốn của em luôn. Riêng cái mã áo này là đẩy hộ, em đã nói với các chị trước là mã lỗ áo này em đẩy hộ ngày hôm qua là em không được 1.000 nào từ cái áo này. Đấy, xong rồi tất cả những cái mã tiếp theo là em tặng các chị lỗ vốn mà mọi người vẫn không chốt được. Thì đúng rồi, em bảo nghĩ lại, mình phải làm nghĩ xem chiến thuật của mình có bị thất bại không? Thất bại thật các chị ạ. Lên là nếu mọi người vào đây, hôm nay em bán cho mọi người cố cày 1-2 like nữa. Nếu sang tuần vẫn nóng là em sẽ xin phép nghỉ like ít nhất trong vòng 1 tuần để thay đổi chiến thuật các chị ạ nhá. Chứ chiến thuật đôi khi bán rẻ là một chiến thuật tự giết mình, chứ không phải là một chiến thuật gọi là có thể sống còn được rồi. À, hết đen cho chị ghi mà chị Nguyễn Huệ. Chị Nguyễn Huệ là đổi đơn hay như thế nào? Cho chị bộ ghi nờ. Em ấy, từ từ chờ em tí. Chị nào đổi thì ghi cho em chữ đổi. Nào chị nào đổi thì ghi cho em chữ đổi. Chị nào đã nhận được điện thoại của chồng em thì đừng comment đấy nhá. Chị nào đã nhận được điện thoại của chồng em trong vòng tối ngày hôm nay, chồng em đã gọi điện cho các chị ấy. Có chị nào nhận được điện thoại rồi thì đừng comment tại nay nữa, vì là đổi xong hết rồi các chị nhá. Chị nào mà chồng em gọi điện là làm xong đơn rồi. Còn đâu bây giờ chị nào mà đặt đơn khác thì ghi cho em là mới, đơn mới hoặc là đơn đổi hộ em để nhà em có biết đường đó chị nhá. Nó không có đen, em nói trước nó không có đen. Chờ cho chị vào tí, hôm nay em vào bán hàng luôn. Hôm nay có thảm nữa nha mọi người, thảm đẹp lắm luôn ấy. Em gọi anh vào đi để nai bộ đi. Anh ơi! Mẹ đéo ơi, đến giờ like không biết là ông ngồi ngoài đường đéo không biết. Vào đi! Lên thôi, đợi chờ gì nữa, các chị hỏi rồi. Nào bố cũng ngồi ngoài đường, không hiểu bố ấy gọi là làm gì. Vừa hút giờ lại châm hương, châm nó vừa vừa đấy. Vào đi, vào lên đồ đi. Vào lên đồ đi. Đơn mới. Cho chị Nguyễn Hộ bộ ghi size M có tay. Có tay nó sẽ ghi chữ CT nhá.
Hôm nay các chị là mua có tay cũng thật sự là nhanh chóng, vì có tay nó không có nhiều đâu các chị ơi, hôm nay toàn bán lỗ đấy. Em chờ chị vào đâu đâu một tí mọi người, bố không chờ chị. Mặc đi anh ơi. Ông này anh mặc ba lỗ cho em cho đổi tiếng. Chưa ba lỗ đi. Đây, không cần đâu, anh cứ mặc bộ ba lỗ cho em. Vì hôm nay ba lỗ thì mình nhiều, mặc ba lỗ cho các chị thấy là ba lỗ nó quá đẹp luôn. Thật ra mấy bộ chứ mấy. Các chị hôm nay có thảm đẹp lắm, mọi người muốn thảm không? Em sẽ lên luôn thảm đấy, thảm nó rẻ và đẹp. Nói chung là em rảnh, rất là em rảnh thật sự luôn, nên là em cứ đá một thư tí cho các chị mua cho đỡ buồn. Mày mà vẫn là cho tí thì cũng không cần là. Chị Mai ngoan, nhận được điện thoại thì có nghĩa là có đơn, không nhận được điện thoại có nghĩa là không có đơn đấy. Sao chị Mai ngoan, đơn chị ấn sau. Hôm trước em đã đọc tất cả những chị được đơn đấy, đến ngày hôm nay mà không có tân tiến thì chắc chắn là không có đơn đặt lại của em ạ. Vì bộ la, nam này em đã like từ tối hôm kia rồi. Rồi hello các chị vào like nhá, hôm nay sẽ làm, bây giờ sẽ là như thế này, hôm nay sẽ là dậm mọi người, em sẽ làm like nhanh. Hôm nay tí các chị cứ chia sẻ đi, chị nào có nhiều lượt chia sẻ em sẽ có một chút phần quà nhỏ nhỏ dành cho các chị vào chữa giữa live mọi người nhá. Hôm nay sẽ là xin phép không mini game mini game nữa mà vào mã luôn mọi người nhá. Ok chưa? Còn váy không chị, chị Hòa Đỗ còn toàn S rồi nhá. Ghi có L. Ghi M và ghi L chị Ánh Quyên. Hả? Có tay nhá, có tay nhá. Cho chị gì đấy? Chị Ánh Quyên em làm rồi nhá. Đừng bấm nữa nhá. Chị Ánh Quyên em làm rồi và vừa làm đơn chị nào rồi? Em mày mở bé nhạc đi tí, hôm nay tập trung live đó. Chị Nguyễn Huệ và chị Anh Quyên có rồi, đừng bấm nữa nhá. Em làm rồi đấy nhá. Chị là bấm trước là em làm rồi ấy. Các bác cứ lên đi, chị nào thích lấy màu gì thì ấn luôn đi nhá. Ok chưa? Bộ ghi có tay chị Mai. Em nữa chị Diệu Lành Ngô, Diệu Lành Ngô là cái gì đây? Đơn ghi sai L có tay. À đâu đâu, từ chị Diệu Lành Ngô là cái gì? Chị Diệu Lành Ngô, chị Diệu Lành Ngô có mừng lại đi, chả nhìn đâu à? Ghi có tay M và L. Đâu, chị Ánh Quyên là ghi sai M. Rồi, rồi bây giờ sẽ này như thế này anh ơi. Vào đây đó. Vào. Thằng này nó không biết nhạt đâu, đi ở đây. Nên mẫu đó. Các chị cứ bình tĩnh. Bây giờ em sẽ là sơ cua cho các bác như thế này, cho các bác dễ bấm này. Thôi cứ bình tĩnh các chị ạ. Nói chung là tầm này mà có hết một khoảng hè bán thì sướng quá. Vâng. Có ít bộ hè các chị cô chốt như vũ bão. 75.000. Hôm nay có một chị comment vào bài viết của em hỏi là em ơi chất ok không? Em thật sự luôn không biết trả lời em sao, quả chẳng nghĩ em lại bảo là chị ơi chất không ok. Nhưng các chị ơi, khách hàng của em nhá, những chị khách hàng thông thái thì mình hãy là nhìn bộ chồng em mặc xem nó có đẹp không. Nếu nó không đẹp thì hôm vừa rồi các chị không chốt như vũ bão. Và mọi người nhận được chất như thế này rồi, tất cả các chị ở đây cho em xin ý kiến, có chị nào nhận được cái bộ này mà chất không đẹp không? Nếu chất không đẹp em không ham hố mà đi bầu con chị em này nỉ nó mãi 2 hôm luôn đó chị ơi nhá. Nó cắt cho chứ không có đem, nó bán hết đem rồi. Nó bán mất hết đem rồi, nó có 300 bộ cơ. Nó ôm sớm hơn, nó có 300 bộ. Đây là hàng thanh lý, hôm nay nó thanh lý hơn 2.000 bộ. Và đến ngày hôm nay chạy cái line này là em xin được của nó 50 bộ mọi người nhá. Còn đâu là hết sạch rồi, tầm này có tiền cũng không làm được các chị ạ. Vì làm gì còn đâu mà hàng đâu mà làm. Thì ngày hôm nay chị nào không mua được đem thì thôi, mình sẽ làm mua sang những màu này cho em. Nếu đồng ý mình lên đơn vẫn là 75.000 thôi. Giá không bao giờ có luôn, chuẩn hàng kim kim công ty. Ok cho mọi người. Rồi, hôm nay chị nào lấy sát lách lên cho em mã sát lách kèm màu. Sát lách ngày hôm nay nhà em sẽ có màu ghi. Sát lách ngày em hôm nay sẽ có màu xanh ngọc, anh cầm hộ em với. Sát lách thì lên xanh lách nhá, nên đúng mã cho em ạ. Sát lách hôm nay sẽ có màu xanh, vẫn đủ size M, L, XL, 2XL, 3XL. Nhận cân nặng từ 50 cân đến cơ khoảng tầm 8-5 cân. Các anh nhà mình có size, các chị không biết anh mặc size nào thì mình sẽ là lên cân nặng nhà em tự nấu cho size. Ok, các chị bấm liền đi là được rồi đấy mọi người. Bấm đi em nào, em đang tư vấn khách rồi, các chị bấm việc các chị cũng bấm thôi nhá. Ok chưa? Có tay ngày hôm nay thì sẽ là ghi. Vẫn đủ đây. Đây,
cổ tay lên, cú pha cho em là cổ tay mọi người nhá. Cổ tay vẫn ba màu như này, đặc biệt hôm nay sẽ không có đen mọi người nhá. Ok chưa? Chị nào mà đổi đơn thì ấn cho em chữ là đổi đơn nhá mọi người nhá. Chị nào mà cú pháp đổi đơn thì ấn cho em là đổi đơn mọi người nhá. Còn đâu chị nào mà chồng em đã liên hệ rồi đấy, có nghĩa là chồng em gạ này bây giờ hết đen là lấy màu khác, mà có lấy màu khác không mà chồng em đã liên hệ với các chị rồi thì không cần phải bấm lại nữa mọi người nhá. Ok chưa? Chị Ánh Quyên đừng bấm nữa, chị Ánh Quyên em thấy bấm nhiều quá, đã có đơn rồi các bác ơi, ấn một lần hỗ trợ bên em, đừng ấn nhiều lần quá các chị nhá. Có 50 bộ chia tí là xong ạ. Rồi có tay màu xanh, xanh này ấn cho em là xanh than hoặc xanh đậm em nhận đơn. Có tay màu xanh ngọc, ui sắt lách cũng đẹp quá chị ạ. Có tay màu ghi, rồi sắt lách cho em chồng em đang mặc sẽ là màu ghi, tay chồng em đang cầm bên này sẽ là xanh ngọc mọi người nhá, và bên này sẽ là màu xanh than. Các chị nhìn lưu ý rõ giúp em cái quần này, quần này sẽ là quần nửng gố nhá, mã này không đẹp không tính tiền, 75.000 em mời chị em mình vào mã. Ok chưa ạ, đẹp lắm ạ. Rồi anh ơi ấn đi, à ra làm đi. Rồi em bắt đầu làm rồi các chị ơi, nhanh chóng này, em còn may vài mã khác cố chạy xem nào. XL bao nhiêu cân vận được? 65 cân đến 70 cân vận XL, chị tình lắm nhá. Vấn đề của các chị là cứ ấn cân thôi, mọi người cứ hỏi sai gì là tí hết đấy. Các chị cứ ấn chồng nặng bao nhiêu cân đi, không vừa ấn cho đổi sai luôn gì. Chị ơi đơn em hôm qua đi chưa ạ? À? Chưa thì lấy cho em. Kiểu mua này tầm này chị chịu không lấy được bờ da đâu, bờ da hôm qua bán còn vài cái, làm gì có bờ da đâu mà lấy. Tầm này chịu thôi. Rồi ok chưa? Chị Mai Ngoan bấm lại giúp em với. Đen không, chị cỏ ba lá lại đen có, đen mà lại đen làm gì có. Chị Loan chẳng, các chị ơi các chị nghe tư vấn nhá. Mọi người cứ bấm loạn lên, từ nãy em đã nói là không có đen, từ nãy giờ hai bà lại bấm đen rồi đấy. Làm gì có đen đâu các chị. Chị Diệu Lành Ngô làm chưa? Chưa. Chị Diệu Lành Ngô bộ đen ghi size L và một bộ size M. Ơ, bà này lại đen cái gì biết, bà Diệu Lành Ngô lại xé đơn. Bà là không đúng cú pháp thì không làm. Thực sự cái bộ này gọi là bán cho những chị nào thực sự cần mua nhá. Còn đâu chị nào mà cú pháp mà lằng nhằng quá không biết làm kiểu gì luôn các chị ạ. Nên thảm có lên thảm. Chị Ánh Quyên có đơn chưa? Chị Ánh Quyên có ghi xe L rồi. Đấy, các chị cứ ấn loạn đấy, xong các chị hỏi em có màu gì ấy. Chị Nguyễn Yến lại đen có tay 3X, khổ quá. Ghi có tay size M và size L cho Diệu Lành Ngô. Chị Ánh Quyên có rồi. Chị Ánh Quyên ấn quá nhiều luôn. Ghi có tay size 70 cân anh ơi. Cho cái chị mà tiếng Trung này. Đấy chị nào lấy nữa thì lấy nhá. Chị Diệu Lành Ngô rốt cuộc có lấy mã gì? Chị Diệu Lành Ngô, riêng chị Diệu Lành Ngô từ lấy rồi đổi cú pháp hơn chục lần luôn rồi. Chị Diệu Lành Ngô ơi, chốt lại là chị lấy cái gì đấy? Ghi đen đen à, ghi ghi xong rồi lại ghi mờ xanh ngọc, ghi mờ chị giờ lên cô cái gì này. Em ghi mờ lên rõ cú pháp cho em là có tay hoặc là ba lỗ các chị nhá. Hôm nay em không có đen, đừng chỉ là ấn đen là không có đơn đâu ạ, không có đen đâu ạ. Xanh ngọc mờ có tay cho cỏ ba lá, có xanh ngọc mờ không? Có, em phải làm có. Có tay ghi size L 57 cân 1m72 chồng chị Lê Huệ. Chị Lê Huệ. Không có đen đâu các chị ơi. Hôm nay người em cũng hơi bài, em nợ mọi người mã này em lên cho mọi người cố tí, em nay cố một tí mấy mã gọi là cho nó bù đơn cho các chị xong mà là em nghỉ thôi, mệt quá rồi. Tầm này em lấy hai bộ ghi có tay một thì em làm á chị, một bộ ghi có tay với một bộ ghi mờ, bộ ghi L thay chị ấn làm gì nhiều thế hả chị Diệu Lành Ngô, cứ xanh ngọc cái gì không biết. Không có mờ đâu. Chị Diệu Lành Ngô không có mờ đâu. Chỉ có L, chị Diệu Lành Ngô được một bộ ghi size L có tay. Ok chưa? Ấn cú pháp cũng sai luôn. Chị đổi cú pháp chục lần em loạn luôn, không biết là chị đã chị ấn gì. Để em còn đọc những chị khác nữa. Đừng chị là ấn đen, em nói là không có đen đó chị ạ. Không có đen đâu, 75 nghìn thôi, chị nào mua được thì mua. Vì dầm này em cũng không biết làm sao nữa, các chị ơi, nó hết rồi. 75 nghìn chấp nhận đẹp lắm. Bà nào mua được thì mua, không mua được thì em lại quay đầu cho con kia nó bán. Hoặc là sang năm em bán tiếp. Xanh ngọc 3 lỗ 65 cân cho chị Nguyễn Anh. Chị Nguyễn Huệ em làm rồi nhá. Bạn Ngọc Bích nặng 60 cân cho bạn ấy size L, em ghi có tay.
Rồi, chị là vào sau nhanh chóng ạ. Có xíu xíu rồi. Ba lỗ xanh ngọc. Đồ ơi, ba lỗ cũng đẹp lắm. Cái vẹp này của nó sẽ là vẹp phản quang nhá các chị ơi. Cho mọi người xem cái áo ba lỗ đằng sau này. Đây. Đừng có nói là không có ông nào mặc không mặc ba lỗ. Có lắm bà nhắn tin cho em bảo là chị em ơi, chị ơi, chồng em không mặc ba lỗ. Em thề luôn, nóng quá cũng mặc ba lỗ. Chứ chẳng có ông nào không mặc ba lỗ cả. Có vấn đề ở đây các chị kén thôi. Kén thì em cũng chịu thôi các chị. Vì bây giờ nói chung là nó hết các chị ạ. Chị nào đồng ý thì lên nhá. Mã này sẽ là xanh ngọc cho em. Xanh ngọc có size. Đủ size mọi người. Xanh ngọc ba lỗ. Lên cho em mã sẽ là ba lỗ kèm màu nhá. Ba lỗ xanh ngọc kèm cân nặng. Ui nói chung nó đẹp lắm luôn ấy. Ba lỗ sẽ có cả có tay nhá. À quên, xanh ngọc sẽ có cả có tay. Cái này là vẹt phản quang ở cái bộ ba lỗ ấy, thì là sẽ vẹt phản quang nó bù lại ở đằng sau lưng của cái bộ đấy. Còn đâu là bộ có tay thì nó sẽ là bù ở có tay này nhá. Nói chung là đâu nó vào đấy rồi mọi người ơi. 75.000, cái này là hàng công ty chắc đẹp lắm luôn ấy. Rồi, màu ghi cũng có ba lỗ và cũng có tay. Lên rõ cú pháp cho em là có tay kèm màu hoặc ba lỗ kèm màu các chị ấn. Ok chưa ạ? À, em lên được mấy mã rồi, giờ mới vào chị ơi. Cho em một bộ xanh ngọc size M. Chị Diệu Lành Ngô xanh ngọc size M lấy có tay hay không có tay ở chị Diệu Lành Ngô? Vì em đăng like hai mã có tay và không có tay ạ. Xanh ngọc có tay 86 cân không vừa chị Nguyễn Yến ơi, mã này em nhận đến 85 cân ạ, 86 cân không vừa đâu ạ. Mã này em nhận đến 85 cân cho các anh nhà mình mặc thoải mái luôn. Chị Diệu Lành Ngô ấn không ấn cho em cú pháp là ba lỗ hay có tay rồi luôn. Thì biết là chị lấy màu có tay hay là không có tay đây. Ba lỗ hoặc có tay chị ơi. Đẹp ơi đẹp luôn. Xanh ngọc có tay cho chị Nguyễn Huệ 69 cân làm size XL. Ghi có tay cho chị Tình Lấm làm size này là size 2X 74 cân. 75 thì nó chất đẹp lắm. Ai muốn làm size bao nhiêu cứ khách của em mặc vừa được. Đẹp ơi đẹp. Ôi chất đanh lắm luôn đấy. Chị đang lấy nữa thì lên giúp em. Sau con này em lên thả nó chị nhé. Thả đẹp lắm. Xanh ngọc có tay 69 cân cho chị Nguyễn Hệ. Thảm chưa? Thảm bây giờ em đấy. Thảm bây giờ em lên. Ghi có tay size M còn không anh ơi? Ghi có tay size M còn không? Ừ. Ghi có tay size M em hết rồi chị Hà Lam Minh Nguyệt ơi. Ghi có tay bây giờ chỉ còn 2XL và 3XL. Có tay bây giờ có size M còn đấy không? Đây. Rồi. Rồi, xanh ngọc và ghi có tay 67 cân còn không? Xanh ngọc và ghi có tay. Hả? Có tay đi. Ừ, có tay. Đây, Nguyễn Thị Nguyệt, xanh ngọc cộng ghi 67 cân có tay. Có đơn. Chị Diệu Lành Ngô của em có chưa? Chị Diệu Lành Ngô em đang hỏi chị ấy. Chị Diệu Lành Ngô hôm nay vào mã bị làm sao ấy. Thay đổi cú pháp bây giờ riêng nhá. Em xem nhá, tin nhắn của chị ngày hôm nay. Em nay chưa được bao nhiêu đâu, 1 này, đôi này, 4 này, 6 này. Riêng bà Diệu Lành Ngô đã thay đổi cú pháp đến chục lần. Xong rồi vấn đề tiếp theo là em đang lên mã cho chị là em chỉ cần mọi người hỗ trợ bên nhà em là đúng mã chị ạ. Nó sẽ có tông màu và có tay và không có tay. Các chị nhá, có tay và không có tay. Bà Diệu Lành Ngô cứ ấn màu thôi, em biết là lấy có tay hay không có tay để em làm đơn đây ở chị Diệu Lành Ngô. Lên cho em sẽ là có tay màu ghi, có tay màu xanh tham. Đấy. Các chị ơi, các chị gọi là làm chứng của em xem đơn như thế thì có làm được không? Không biết là làm kiểu gì, em hỏi từ nãy giờ thì chị không trả lời. Chị cứ hỏi em là em có đơn chưa mà bây giờ biết là làm đơn với chị kiểu gì đây? Có màu đen không chị Phạm Hà ơi? Không. Không có đen các chị ơi, em không có đen ạ. Hết đen. À, bạn Ngọc Bích lấy Tân Tiến không cần gọi. Có nhiều chị ấy làm đơn nhanh lắm. Các chị cứ đúng mã cho em là được. Chị Nhật Lệ này. Xanh ngọc, size M. Ba lỗ cái gì? Bà Nhật Lệ là cái gì đấy? Xanh ngọc một size M ba lỗ, một size L có tay. Xanh ngọc size M ba lỗ còn không anh ơi? Còn. Rồi. Một size L có tay còn không? Size L có tay là hết đúng không? Xanh ngọc đấy. Đó, rồi chị Nhật Lệ được đủ đơn. Có tay M và L đúng không? Không. Em đọc lại này, xanh ngọc size M ba lỗ. Đấy. Rồi, size L thì là có tay. Rồi ok, đủ, chị Nhật Lệ đủ đơn nhá. Cái này hôm nay em rút kinh nghiệm lên sẽ lại bình tĩnh để em tư vấn các chị, không như hôm trước là loạn hết đơn. Ghi có tay 57 cân còn đúng không ạ, chị Hoài Võ?
Ừ. Chị Hoài có ơi 57 cân em hết màu ghi. 57 cân mà có tay còn màu gì mình mời khách anh ơi. Thế thì chị mua ba lỗ cho em không chị ơi. Bây giờ có tay còn size to lắm, chị Diều lại ngô này. Thêm một bộ xanh ngọc size M nữa có tay, bộ xanh ngọc size M có tay em hết rồi. Chị được hai bộ rồi đấy, đen size M chị Nguyễn Yến đây không có đen ạ. Có tay còn một bộ. Size gì ạ? Ở đây đây cho chị luôn. Rượu lành ngô gộp. Rượu lành ngô. Chị rượu lành ngô được đơn rồi. Đủ 3 bộ rồi, không có đen á chị ạ. Tí của Lam. Cái gì nhỉ? Tí chị lên lam của Lam à, của Lam hay là bộ đông của Lam không? Em không muốn lên đâu á chị. Xanh ngọc size M còn không anh? Mà. Có tay ấy, chị Nguyễn Yến chắc phải có tay à? Hết rồi chị Nguyễn Yến ơi. Ba lỗ còn không anh? Ba lỗ thì còn, có tay thì hết. Cái size M rồi các chị. Mọi người mua màu khác không? Chỉ là mua em đóng lốt. Hôm nay lên chủ yếu là bù đơn cho các chị, xong rồi lại thảm cho mọi người thôi. Ờ, cái gì nhở? Đen Nam á, Đen Nam qua bán 101 qua mà em vẫn ế các chị ạ. Nói chung là hôm qua em làm em ngồi em nghĩ mà em làm em nai xong xong em ngồi nguyên ở đây đến 1 giờ đêm. Chồng em gọi em đi đi ngủ em mấy giờ mình đi ngủ ấy. Ngồi nghĩ chiến thuật sao tại sao mình nghĩ bán đấy. Tại sao mình bán rẻ thế mình bán đấy. Chắc là mình thất bại rồi như. Và mình chiêm nghiệm ra một điều là rất này về mảng marketing mình làm hơi kém. Nên là mình cứ lanh quanh ở tệp khách hàng gọi là fanpage mãi là mình sẽ chết một ngày nào đó không xa. Nên là em sẽ thay đổi chiến thuật các chị ạ. Line lốt tuần này với bản sang tuần nhé. Sang tuần nếu mà rét thì em vẫn nai, còn đâu nếu mà không rét là em sẽ thay đổi chiến thuật mới các chị nhá. Tới đây mọi người sẽ là cùng sang TikTok với em nữa. Mình sẽ không chơi ở fanpage nữa đâu các chị nhá, không chơi ở fanpage nhiều nữa ạ. Vì thực sự em bán cho mọi người một cái 101, một cái áo len đấy mà các chị không chốt được là em thấy là cái chiến thuật bán rẻ không phải là một cái chiến thuật gọi là đi lên rồi, mà là cái chiến thuật gọi là tự giết mình thôi các chị nhá. Nên là những cái mã đấy tốt nhất là để rét bán cho nó có giá trị thay vì mời mỏi mồm mà khách không chốt nhá. Ok chưa? Rồi, có tay xanh ngọc xanh nở còn không ạ, chị Phạm Hạnh? Hết rồi đúng không? Hết rồi chị Phạm Hạnh ơi. Bây giờ em đọc lại size của từng màu các chị cứ thế chốt nhá. À, chị Diều Lành Ngô được cả ba bộ có tay rồi. Rồi. Hai bộ á? Chị Diều Lành Ngô được hai bộ. Xanh ngọc và một bộ ghi thôi. Xanh ngọc và một bộ ghi. Bây giờ chị Diều Lành Ngô được một bộ xanh ngọc có tay size M và một bộ ghi có tay size gì? Size L đúng không? Size L sao ấy? Rồi các chị ơi, bây giờ em đọc lại nhá. Xanh ngọc có tay, chị Hoài Võ ơi hết. Chị Hoài Võ ạ, xanh ngọc có tay 57 cân hết. Bây giờ em lên lại một lần nữa, sao em lên thảm các chị đây mọi người nhá. Đây, bây giờ em sẽ đọc màu và đọc cân nặng, các chị cứ thế chốt thôi. Thay vì mọi người cứ hỏi em là còn hay không, hay là mọi người bấm xong rồi lại bảo là không được đơn thì nó hơi khó cho các chị nhá. Rồi, về phản quang đẹp chưa? Rồi, mọi người 75.000. Hôm nay sẽ là mọi người lên mã cho em sẽ là có tay và không có tay nha mọi người. Ghi size M còn không em? Ghi size M có tay em hết rồi chị ơi. Size M thì còn size lách thôi ạ. Rồi, mọi người ơi, có tay màu xanh ngọc còn size gì anh ơi? Ừ, có tay nhá, em hỏi dần có tay chưa ạ? Bây giờ con xanh ngọc này có tay chỉ còn XL và 3XL. XL mặc cho em từ 65 cân đến 70 cân. 3XL mặc cho em cơ khoảng từ tầm 75 cân đến 85 cân nữa các chị ơi nhá. Xanh ngọc có tay chỉ còn XL và 3XL. Mã có tay nhá, mã có tay em báo mọi người trước nhá. Không được thì mọi người sang mã ấy được không? Rồi, ba lộ, à đây, ghi có tay còn size gì ạ? 2XL và 3XL. Ghi có tay còn 3XL và 2XL. Đây còn XL đây, con này còn là XL đây. Đây còn xanh ngọc này là xanh ngọc gì đây? Xanh ngọc L đây, chị nào lấy xanh ngọc L đây. Đây đây. Xanh ngọc đây. Xanh ngọc, xanh than đây cho chị Phạm Hạnh này. Xanh ngọc và xanh than size L chị Phạm Hạnh luôn, chị Phạm Hạnh được đơn này. Xanh than còn nó thì xanh than hết L, chị Phạm Anh hình như được một bộ size L thôi. Đây các chị ơi, ghi sẽ còn size L, size 2X và size 3X mọi người nhá. Nói chung là còn XL đổ lên đến 3X. Ghi có tay nhá. Xanh than còn gì anh ơi? Xanh than à? M. M có tay. Và XL có tay. M, XL và 3XL. Và 3XL, M, XL và 3XL, xanh than các chị nhá, có tay, M, XL và 3XL. Thế có nghĩa là những nào anh nào bé bé mà muốn mua có tay giờ này thì chỉ sang màu xanh than là có là các chị nhá, ok chưa? Ghi M, 3 lỗ, ghi M 3 lỗ cho chị Diệu Lành Ngô.
xanh ngọc có tay 70 cân cho chị Nguyễn Bích Ngọc. Ghi là Xuân Cúc ơi, em đấy có tay hay không có tay em? Bộ lam vừa chị ơi, 57 cân á, 57 cân chị mua cho em size L cũng được, mua cho em size M mà cũng được, cũng vừa. Thích rộng rãi thì mua size L, còn đâu thích kiểu mặc vừa vừa mà kiểu là như kiểu là dáng chồng em buổi mặc ấy thì mua cho em size M được các chị nhá. Ok chưa? Xuân Cúc lấy có tay hay không có tay đấy? Có tay chị ơi, ghi size L có tay chị hết rồi sao ấy? Có tay nhá, ghi bây giờ chị chỉ còn size 2X và size 3X thôi em ơi. Mới lại size X rồi, hết rồi. Size L bây giờ chị chỉ còn 3 lỗ thôi. 3 lỗ nha mọi người, 3 lỗ thì hầu như là đủ size ấy, vì mọi người đang chốt 3 lỗ ít hơn ấy. Các chị đổi 3 lỗ được không? Ừ? Xanh than không có size L đâu, làm cho chị một bộ xanh ngọc thôi. Xanh than không có L, hết L rồi. Cho chị Phạm Hạnh được một bộ xanh ngọc size L nhá. Xanh than size L em hết rồi chị Phạm Hạnh ạ. Chị được một bộ nhá, ok chưa? Bạn nào vào nữa thì mua nốt. Ôi dồi ôi, nói chung là làm sao nhỉ? Các chị kiếm ba lỗ này này, em không thiết tha like lắm. Chứ con này nói thật là các chị nhá, mùa hè nhá mà like con này chỉ cần 90.000 thôi các chị chốt như vũ bão luôn. Vì nó đẹp lắm mọi người ạ, lúc đấy ba lỗ các chị mới thấy sướng cơ. Lúc đấy để bổ hạnh cơ chị mua ba lỗ và ba lỗ mặc cho nó mát. Có nhiều đâu, đấy. Chị nào vào sau thì lấy cho em ba lỗ cũng được. Bây giờ bộ có tay duy nhất chỉ có xanh than này thì có còn size bé. Còn đâu toàn những là XL và 2XL và 3XL của màu ghi có tay và màu xanh ngọc có tay các chị nhá. Ok chưa? Còn đâu chị nào đổi ba lỗ thì báo em. Ba lỗ cũng rất là đẹp luôn các chị ạ nhá. Ba lỗ cũng rất là đẹp luôn, 75.000 thôi. Chất chuẩn kim cương hàng công ty. Em sang đây thả cho mọi người nhá. Ghi hết L chị Phạm Hạnh ơi. Bạn Xuân Cúc bạn đang ấn trước ghi L, bạn còn đang không được đơn nha chị Phạm Hạnh nhỉ. Bây giờ sai là còn đúng một cái bộ của chị em vừa chốt, chị màu xanh ngọc thôi, ghi không còn màu gì có tay. À sai L không còn màu gì bộ là có tay nữa các chị Phạm Hạnh ạ. Ghi hết sạch, có tay sai L không còn màu nào cả. Cái gì đây? Chị Trần Khang á. Xanh à. Xanh ngọc xanh mờ bây giờ chỉ còn sát lách thôi. Có tay em hết. Chị Lan Vũ ạ, xanh ngọc có tay em hết. Bây giờ chị em còn xanh ngọc ba lỗ xanh mờ có. Chị Trần Khang bộ lạc. Hả? Mờ rồi hết à? Có L, 2L, 3L, 7L, mờ không còn. Ba lỗ bây giờ bắt đầu từ L kìa, mờ hết rồi. Chị Trần Khang là chị lấy ba lỗ hay lấy sát lách? Các chị đổi có sát lách thì cũng được. Đẹp mà, cái mã sát lách nó cũng không phải là gọi là nó quá kiểu là sát quá đó mọi người. Cái mã đấy nó may vừa đẹp. Sẵn sàng đi các chị ơi. Rồi mọi người chấm cho em phát nào, chị nào vào sau ạ. Muốn nghe tư vấn về bộ nữa. Sát lách chỉ một bộ nhưng mà chị ơi, xanh ngọc, size M em lại hết rồi, ghi còn size M. Ghi á? Ừ. M chỉ có sát lách không? Ghi M. Bây giờ chị lấy, nếu mà chị lấy sát lách thì lấy cho em màu ghi thì sẽ có tay M. Xanh than dài tay M. Hoặc là xanh than dài tay M. Nếu mua mà xanh ngọc 51 cân thì hết rồi, bây giờ chỉ còn size L thôi. Và đỉnh đẹp quá chị ạ. Cho mọi người xem thảm nhé. Rồi. Nói chung là em thấy đẹp và rẻ ạ. Sướng ơi là sướng cho mọi người xem màu đó. Hello chị Vũ Tuyết, các chị ơi vào sau chấm like cho em nha. Chị nào ngày hôm nay có lượt chia sẻ tí em tặng cho nhá. Được chưa, thảm xinh lắm. Đằng sau toàn hình siêu cute các chị ạ. Toàn hình siêu cute thôi. Đằng sau này nó sẽ là mút cao su, đẹp ơi đẹp luôn. Chị Lan Vũ bây giờ có lấy sang xanh than có tay. Xanh than có tay và ghi ba lỗ 57 cân. Được, chị Hoài Võ được đơn đấy. Làm cho chị size L nhá. Có nghĩa là ba lỗ ghi anh làm size L chị ấy và xanh than. Xanh than có tay size L còn không? Sợ hết ấy. Thế nên chị Hoài Võ được mỗi bộ ghi ba lỗ rồi. Xanh than size L em hết rồi. Có tay size L em hết. Chào chị Duyên Sukiu. Đây. Đẹp chưa mọi người ơi. Đấy nhá. Nó sẽ vuông vuông như này.
hoặc là nó sẽ viền tròn tròn này. Ok cho mọi người, nói chung là em thấy loại nào cũng đẹp. Em bán và em sẽ mix màu ngẫu nhiên cho các chị luôn. Chú bao cân? Là sao hả chị Nguyễn Huệ? Comment em đã in rồi đấy ạ, nhìn vào cái comment đấy ạ. Đẹp chưa các chị, em cho mọi người xem hết màu ấy ạ. Rồi, chào chị Ánh Quyên, chị Lan Hương Nguyễn. Các chị ơi, cái này thực sự là gộp đơn cho mọi người, gọi là bán cho nó vui thôi, chứ em bán siêu rẻ luôn các chị nhá. Đó, chị nào mua thì em đóng đơn luôn. Cái này thì mua trong live hay mua ngoài live thì vẫn vậy thôi các chị ạ, vì không được chọn hình mọi người nhá. Em sẽ mix cho mọi người như thế này này. Cái loại này nó có vừa tròn và vừa vuông như thế này. Em cứ mix làm sao cho mọi người vừa vuông và vừa tròn. Em bán combo cho mọi người không được chọn màu chị ơi. Cái này thì hầu như là không bên nhà ai cho chọn màu đâu chị ơi, vì nó là siêu rẻ nhá các chị nhá. Bọn em đi đóng mà, bọn em mà đóng kiểu là số lượng kể cả là mấy trăm con, hoặc là đóng đến 1.000 cái tháng không được chọn màu mọi người. Nếu chọn màu giá rất cao chị có mua không? Nếu chọn màu giá rất cao chị có mua không? Mới là này vấn đề này. Cái nó hay ở đây này, nó hay ở đây các chị nhìn này. Tại sao em chưa nói về giá trước, em chưa giới thiệu về cái gì trước mà em lên màu cho mọi người trước? Cái hay ở đây là rất là nhiều hình đẹp và hình nào cũng siêu cute và baby luôn mọi người nhá. Em mix màu cho mọi người cũng rất có tâm luôn mọi người nhá. Ok chưa, mọi người phải tin em là em mix màu cho mọi người có tâm thực sự luôn. Em sẽ mix cho mọi người đẹp hết chứ không có cái nào xấu đâu các chị ạ. Toàn hình siêu cute như thế này. Chị nào đồng ý thì bấm, vì cái này nếu mà mua ngoài này hay mà là mua trong này thì cũng vẫn vậy thôi, không được mix màu đâu các chị ạ. Nhá, ok chưa? À không được chọn màu đâu mà là do em mix. Ok cho các chị nhá. Thảm hình xinh, toàn hình xinh mà, hình siêu cute. Nên là kho nó gửi cho em một phát là em ưng luôn các chị ạ. Đằng sau của nó nhá. Đây. Toàn những là như kiểu là cao su á. Đấy, chống trơn chống trượt rất là tốt luôn. Cái này em bán cho mọi người có mua 3 cái, vì thực ra này cái đoạn cửa nhà vệ sinh cái các chị nhở, ở cái đoạn bếp cái, trước cửa phòng khách cái, nói chung là đâu đâu cũng một cái được. Hoặc là đơn giản nhất nhá, trước khi lên giường để một cái ở cạnh giường, chùi cái chân lên cái giường cho sạch sẽ đi ngủ các chị nhỉ. Ok chưa, đẹp như này nhá. Combo siêu rẻ và em bán cho mọi người 3 cái, dùng cho nó bõ mọi người nhá. Nếu em tách ra em bán 2 cái em sẽ có lãi hơn. Thật sự luôn, nếu em đã ngồi em tính rồi, nếu em bán 2 cái em sẽ có lãi suất hơn. Nhưng em bán cho mọi người hẳn combo 3 cái cho các chị mua cho nó sung sướng luôn. Vì dù sao chăng nữa cũng phải dùng, mua 2 cái vẫn còn thèo các chị ạ. Nhá, mix hẳn combo 3 cái cho khách, siêu rẻ luôn. Nào mọi người bấm cho em theo combo nhá. Bấm cho em mã của sản phẩm thôi, là em biết là các chị sẽ là mua cái combo này 3 cái rồi mọi người nhá. Nếu chị nào muốn lấy 2 combo thì nhắc em ạ. Ok cho mọi người, siêu đẹp luôn và lại còn rẻ, chỉ có một đợt duy nhất này thôi. Ok cho mọi người, 65.000 ba cái vào mã giúp em. Mọi người phải tin em là em mix cho mọi người rất có tâm. Ngày hôm nay chị nào tin em thì chốt 65.000 ba cái, em mix cho mọi người màu nào cũng xinh luôn. Bấm cho em ạ. Mã sẽ là đấy, các chị nào lấy ba cái ấn cho em là ba cái, hoặc lên mã là 65 là được. Chị nào lấy combo hai combo thì ấn cho em nào, 2 gạch ngang 65 là em hiểu, hoặc 6 cái là em hiểu. Ok cho mọi người xinh ơi xinh luôn, nhiều hình đẹp lắm. Em có 200 con luôn. Đó, hình nào cũng đẹp. Em sẽ mix cho mọi người ghi này, xanh này, đỏ đấy, kiểu vậy. Sẽ mix cho mọi người này, vuông, vuông, tròn, tròn. Thảm 3 cái chị Nguyễn Hảo. Rồi, mọi người ấm đi. 75 cân, còn ghi có tay không em? 3 cái cho chị Nguyễn Bích Ngọc, 65.000 ba cái thảm. Mọi người hoạch toán nhanh xem nó có 2 bao nhiêu. 2 mấy nghìn đấy nhỉ? 75 cái. Còn Còn 75 còn chị ơi. Chị Nguyễn Huệ còn. Rẻ quá. Đem tính ra nào, 3 cái mà 65.000 thì có 2.000 mấy, làm gì đến 22.000 một cái đâu. Quá rẻ luôn. Cái này mà rẻ nhất 3 cái chị Vũ Tuyến. Cái này nó bán rẻ nhất ở tạp hóa mọi người ơi nhá. Ở những cái kiểu là hàng đồng giá, rẻ nhất cũng phải là đơn giản mà phải là 40.000 một cái rồi. Chị nào lấy thì lên giúp em. Em mix màu cũng như mọi người siêu đẹp luôn. Đấy, không được chọn hình. Nhưng mà nói chung là nó cũng siêu đẹp rồi. 65.000 ba cái thảm. Quá rẻ luôn. Cái này nó còn xinh ơi, xinh gấp mấy lần cái lần trước em bán cho mọi người, những cái thảm lần trước ấy. Cái này xinh hơn nhiều và đẹp hơn nhiều nha mọi người. Nhìn rõ giúp em này. Cái này nó có mấy loại nhá, thảm nhé, mà loại đẹp nha. Nếu mà nhá, loại không đẹp đây các chị ơi, phải nhìn quan sát từ cái viền này. 65k cho bạn Duyên Siêu Kiêu này. Đây các chị này. Cái viền nhà em các chị nhận được này. Đây mọi người nhìn này, viền này đẹp chưa? Đấy, loại hoa của nó nhá, máy tạch máy toạc, máy kinh khủng luôn các chị. Đây con viền này của em nó đẹp như thế này cơ mà. Nhìn cái thảm sướng luôn, 65.000 ba cái thảm, gần Tết rồi tầm này không mua thì mua cái gì nữa các chị nhá. Đẹp chưa? Đây viền này. Ôi,
đẹp dã man luôn. Cho chị Nguyễn Uyến ba cái thảm này, thảm ba cái chị Thúy Thúy Vũ. Còn đấy chị Nguyễn Huệ có lấy còn đúng một bộ ấy, lấy thì báo em. Còn đúng một bộ thôi. Con nào cũng đẹp. Nói chung là cái này là hình siêu cute luôn, toàn hình xinh thôi. Ba cái, sáu cái hoặc mua bao nhiêu cái tùy các chị. Em bán từ ba cái trở lên 65.000 ba cái. Tính là chưa đến 22.000 cái thảm, quá rẻ luôn. Bán combo 3 thế cho các chị mua cho sướng. Ok chưa? Chị nào lấy thảm lên cho em là 3 cái, 6 cái tùy các chị. Con này cũng xinh, đã bảo hình nào cũng xinh mà. Hình nào cũng xinh luôn. À, nếu mà 75 cân là mình phải làm size 3X cho chị nhỉ? Còn đúng bộ ấy. Đẹp chưa? Em mix cho mọi người siêu đẹp luôn, nên cứ yên tâm cho thôi. 65.000 combo 3 cái. Cái này đặt ngoài tin nhắn là cũng không được chọn màu các chị nhá. Chị nào có giả em mà lên lên cơ khoảng tầm 30-40.000 cái em cũng không cho chọn hình. Vì nó đã quá rẻ rồi các chị. Đó. Thảm ấy, chị ở lấy báo em. Là ế để thảm ế các cụ ạ. Đấy, hình xinh chưa chị nào lấy báo em. Siêu nhiều hình luôn, thảm chị ấn. Ok chưa? Đây dưới con đỏ nhiều lắm. Thế như chị đã không được cái đỏ hay sao? Đỏ này với lại cái kiểu này nhiều các chị này. Đâu rồi, đây cái kiểu này nhiều này. Đấy, thì hầu như chị làm không được gọi là mấy cái như thế. Ba cái chị Ngọc Bích, đấy chị nào mua thì ấn. Cái này mà 200 cái mà chia ra thì suất cũng không được nhiều suất đâu các chị nhá. Chị ở lấy thì báo em. Ba cái thảm xinh chủ nhật qua shop Tân Tiến cho chị Thanh Xuân. Còn bộ màu xanh ngọc 77 cân không? Cho chị Hà Bàm. 77 cân cho bạn Ngọc An. Thảm. Ơ đừng ghim gì nhá, đừng ghim gì nhá. Ba cái chị Vũ Thắm. Xanh ngọc. Xanh ngọc có tay size 3X còn không? Còn. Còn chị Ngọc An còn. À quên chị Duyên Siêu Duyên còn đấy. Có lấy thì báo em. Chị lấy ở Trang Duệ nhé. Có hai bộ ghi và xanh 7. Chị Nguyễn Huệ cái gì này? Hai bộ ghi và xanh 75 cân mà có tay đấy. Chị Vũ Thắm em làm rồi, chị Vũ Thắm ơi, thảm chị có rồi. Chị lấy thảm nữa thì báo em quá chị ơi. Ừ. Đây, chị Nguyễn Huệ này, đây chị Nguyễn Huệ này. Mình một bộ nhé. Đây, cho chị Duyên Suki một bộ. Mày cứ nhìn gì mày ơi, đơn là mày đưa cho anh đi. 096 ạ. Ok chị Ngọc An, đây là Tân Tiến phải gọi, các chị cố gắng qua đây đơn sớm cho em là được. Đấy, thảo các chị ấn giúp em, đẹp lắm. Nói chung là cái lần này nó đẹp, em thấy nó đẹp thực sự luôn ấy. Nó đẹp hơn cái thảo lần trước em bán cho mọi người nhiều. Đây, nhìn đâu không ra, cái viền nó may đẹp này mà. Mà có 65.000 đúng 3 cái thôi các chị ạ. Tầm này không mua thì hơi phí. Tết không có giá này đâu các chị, chỉ là mua trước thì cứ mua cái thảm này quanh năm ngày tháng. Thảm 3 cái cho chị Hoa Bình ạ. Thảm 3 cái cho chị Quỳnh Hương. Viền nó đẹp này mà. Xếp thảm cho chị Dung Lê. 65.000 ba cái thảm, em sẽ mix màu ngẫu nhiên cho mọi người. Thảm bao nhiêu giờ chị mới vào, chị Phương Linh ơi, 65.000 ba cái thảm nhá. Em mix màu ngẫu nhiên. Để đơn đấy đã. Để mai em tính. Đây các chị ơi, đây màu trắng mọi người nhìn rõ viền nhất nhé. Đây này, nó có hàng loại 2 nữa. Hàng loại 2 cái viền của nó chạy thưa lắm nhá. Mà nó trông nó rất là xấu luôn. Đây là con này hơi bị đẹp luôn, các chị nhìn viền này, màu trắng này, đấy. Viền chạy đẹp chưa? Đó, đẹp dã man luôn. Chị lấy thảm lên cho lấy cho em là thảm. Chị Phương Linh là 3 cái thảm. Ok chị Phương Linh, em bán 3 cái 1. Chị nào thích lấy hơn thì báo em. Toàn hình xinh nha các chị ạ. Nói chung là toàn hình xinh. Áo gió bao nhiêu? Chị Hoa Bỉ Ngạn, chị lấy 6 cái. Đây in cho chị Hoa Bỉ Ngạn. Áo gió. Áo gió 101 đấy, có chị là mua áo gió nó không đem ăn nốt. Ba thảm với chị Hương Nguyễn. Ui đếm nhá, không phải này. Đếm nhá, không lại không đủ chia đấy. Có 200 cái mỗi ngày, mỗi bà 3 cái là cũng nhanh lắm ấy. Dồn vào chỗ chị lấy Tân Tiến. Ok chị Nguyễn Huệ. Rồi chị là lấy thảm ấy, lên giúp em ạ. Đẹp chưa? Có hình siêu cute thôi.
65.000 ba cái thảm anh em ơi, mua đi cho đỡ buồn nào. Cho mình hồng size M nha. Chị Hồng Nụ Nguyễn, em hết hồng size M rồi chị ơi. Hồng bây giờ chỉ còn size L thôi. Size M bây giờ em chỉ còn màu xanh lá thôi chị ơi, hết size luôn rồi đó. Chị Bảo Ngọc thảm thành hình xinh thôi. Em phải cất đi mấy cái rồi đấy. 65.000 ba cái thảm quá rẻ luôn rồi. Áo gió đi em. Ok chị Phương Ninh. Chị Phương Ninh không gọi thì em bảo không gọi. Chị Nguyễn Thúy lên cân nặng nào. Áo gió bây giờ nói chung là nó hết màu, hết size rồi. Hết size các chị ạ. Đấy chị là đi thảm báo em nhá. Em mix màu ngẫu nhiên cho mọi người. Tin em là em mix siêu đẹp luôn. Chị Quỳnh Hương. Chị Quỳnh Hương. Chị Quỳnh Hương ơi, em báo rồi ấy, là chị có thảm rồi. Chị Quỳnh Hương ơi, ấn hai lần ấy. Màn hình đẹp nhá. Chị ở thầy thảm đây báo em đẹp lắm. 65.000 những ba cái thảm, cơ tầm này không mua thảm hay mua gì nữa các chị ơi. Toàn hình đẹp thôi. Đây để đây cho các bạn ngắm, bà nào chưa chốt rồi chốt vào mã luôn, mai nhắm đóng. Ờ. Tầm này quần áo ế thì cứ làm trò cho các chị mua chơi tí đâu buồn ấy. Chứ bình thường á, mà nó rét rét lên đắt hàng thì chắc này. Những cái này gọi là em cũng không gọi là sờ mò được. Xanh lá cũng được cho chị Hồng Nụ Nguyễn. Một cái xanh lá xanh mờ, xanh lá đẹp chị ạ. Bây giờ em sẽ giơ lại áo gió cho chị nào ngày hôm qua chưa chốt luôn mới vào mã chị nhá. Nói chung là 101 em đẩy hộ bá nhưng mà tầm này chị nào mua được chị sướng. À xanh lá có cả xanh ngọc xanh mờ ấy. Toàn hình cute mà chị Phương Ninh ơi. Không có cái hình nào xấu à. Em thề luôn, cái thảm em mix màu ngẫu nhiên cho mọi người nhưng không có hình nào xấu à. Cứ tin em là không có hình nào xấu à. Đây. Gió hai lớp tản nhiệt nhé. Đây, còn xanh ngọc còn xanh mờ này. 109.000 thôi mọi người, đây là người ta sale nhé. Xong em nghĩ cái gì cho các chị chốt tiếp thì cho nó gọi là đỡ buồn tí. Nai thời tiết này thì cũng buồn, mà không lên nai thì cũng buồn. Thế là đấy là em cứ bảo là thôi các chị đừng đặt ở ngoài nai thì cứ vào luôn nai với em, đằng nào tối cũng sảnh. Ế thì nó cũng đang ế rồi, tại vì nóng lực như thế này tốt nhất là các chị cứ vào nai, thích cái gì em tư vấn cho nó dễ các chị ạ. Đấy mọi người thấy em có vội vàng như mọi khi không? Chị Nguyễn Huệ này. Thế là một bộ ghi size M và một bộ xanh và một bộ ghi 75 cân nhỉ chị Nguyễn Huệ? 3 bộ. Chị Minh Thủy Trịnh, em bán bộ nào rồi đấy, nhưng không có đen đâu chị Minh Thủy Trịnh ơi. Không có đen, không có đen. Chị Nguyễn Huệ được 3 bộ ấy. Chị Nguyễn Huệ ơi, chị được 3 bộ ấy nhá, chị Nguyễn Huệ nhá. Rồi các chị ơi, chị đâu hôm qua chưa mua đồ áo gió, hôm nay đọc lại màu 109.000 mã em đẩy hộ nhá. Xanh ngọc còn size M. Còn màu xanh ngọc còn size M còn nó. Có đúng một con xanh ngọc xanh màu. Chị Phương Linh tổng là 6 cái thẳng cơ. In lại đơn đi, đây, chị in cho. Đây được rồi. Tìm hơi lâu, cứ để là mai biết. Xanh lá còn xanh gì cơ? Xanh lá sẽ còn xanh mờ và xanh XL. Xanh lá sẽ còn mờ và XL. Chị ơi lấy gió lên nha, mà gió nhưng mà 109.000 các chị ơi mua đi, dự bị sang tuần Z mà có cái mặt. Vàng còn nợ. Vàng em còn nợ. Hồng em còn nợ. Có ghi 3X không em? Còn ghi 3X không? Có tay. Ghi 3X em lại hết rồi chị Minh Thủy Trịnh ạ. Ghi 3X em hết. Đen có mấy bộ xanh nách, có chỉ là bộ đen không? Hồng em còn N. Vàng em còn N. Xanh ngọc em đâu mà còn M. Và xanh lá của em có M và XN. Đấy chị nào đeo gió lên giúp em nhé. Em lên đủ màu ấy ạ. Nói chung là em hết. Còn đúng thế đấy các chị ơi. Cho em xin mấy bộ đen này xem có chị nào mua đen không? Đen chỉ còn sát nách này. Chị nào mua đen sát nách thì mua này. Chị Minh thì chuyện là muộn quá, em bán hết ghi 3XL rồi đó. Vì hôm nay không chờ mi game nên em nhanh chóng. Có đen các chị nhá. Đen sát lách, chị nào mặc đen sát lách thì lên cho chồng. Có bộ ghi combo thảm lấy Tân Tiến cho chị Phạm Thúy. Đen sát lách có 2XL. Và cái gì anh ạ? L. L 3XL. 3XL L, 2XL và 3XL. Sao lách đen đó chị nhá, 75.000 chị nào lấy thì báo em. Ok chưa? Ok chị Nguyễn Huệ.
Vàng L chị Đức Sơn Nguyễn. Áo gió đấy. Có bộ màu ghi nam 76 cân không em? 76 cân giờ này em hết chị ơi. Có 76 cân giờ chỉ có sắt lách à, chị mua sắt lách không? 76 cân giờ em hết. Chị là mua thảm lên giúp em là thảm nhá, đẹp lắm, toàn thảm đẹp đấy các chị ạ. Hình nào cũng xinh luôn đấy. Ôi giời, 65.000 có mua 3 thảm nhá các chị nhá. Chị nào lấy thảm lên cho em là 3 cái, 6 cái tùy mọi người. Thích mua bao nhiêu cũng được, em cứ bán từ 3 cái trở lên. Cái đẹp này. Chị nào lấy thì lên giúp em seminar gì đó chị. Chưa năm nào gọi là khủng hoảng kinh tế như năm nay các chị ơi. Sale áo con cho mọi người đi. Các chị mua áo con sale chấm cho em phát, em sale cho mọi người cái dàn áo đúc. Sale áo con đúc không ạ? Các chị ơi, chấm cho em phát đi, sale bố áo con đúc đi. Sale cho nó gọn cái dàn bên trên đi các chị ơi, chấm đi em sale áo con cho mọi người. Áo con toàn hàng đúc đẹp của em ấy, nó bị lẻ xa, em sale cho các chị mua nhá. Với áo con thì đông hè hay là nóng lực hay là lạnh buốt, gọi là kiểu gì các chị cũng mặc được nhá. Không cứ đông cứ hè thì em lên cho mọi người mua cho đắt hàng. Chứ tầm này thực sự có những nhà em nhiều hàng lắm, toàn hàng đông thôi, toàn nem, toàn nủng các thứ thôi. Sợ nhất là lên các chị không mua được của em thì thật sự mọi người. Hôm qua em làm em nghĩ đến 1 giờ đêm rồi. Chiến thuật bán rẻ là chiến thuật gọi là bán lỗ vốn, là một chiến thuật gọi là giết mình, khách cũng có chốt ở đâu. Em nghĩ rồi, thất bại rồi, thì mình sẽ không nên hàng đông nữa. Đấy, các chị chấm đi. Chị này là chị Hiền Bùi. Xanh lá nhá, xanh lá đẹp quá. Anh ơi cho em xin mấy cái túi áo đời. Em sẽ mặc áo gió và like cho mọi người cho có không khí rét cho các chị nhá. Chị lấy thảo ở trang là thảo 65.000 đấy các chị ơi. 3 cái thảm 65.000. Chưa đến 22.000 cái thảm. Năm chín cân chị Hoài Võ, 59 cân phải mặc size L. À 59 cân á, mặc áo. À xin lỗi chị Hoài Võ, 59 cân mặc XL chị Hoài Võ ơi. XL bây giờ chỉ chốt được mỗi cái màu em đang mặc thôi thì còn size XL. Chị Hoài Võ nhá, 59 cân sẽ là mặc XL rồi. Con nó bị lẻ sai các chị ạ. Nên em bán cho mọi người. Đấy, chị là vào sau chung đường thảm, ở chung đường thảm mix màu ngẫu nhiên. 65.000 ba cái thảm siêu đẹp. Viền tròn viền. Thế nào trong combo cũng có một cái viền tròn, một cái viền vuông. Có cả hai viền. Nên cứ yên tâm mà chốt thôi. Nói chung là nhà em nhiều hàng lắm. Mà đúng mà sang tuần Tết thì còn vớt được tí các chị ạ. Chưa mà đến Tết mà nó rét thì đúng là thật là chỉ có vỡ mồm hết với nhau thôi. Bọn nó kêu như vạc luôn. Nhưng mà sang tuần khả năng là rét thật rồi. Em thấy bọn nó chắc chắn lắm. Mà không biết như thế nào. Sợ nhất là rét toát mồ hôi hột. Có một cái bao đấy. Cái mã này lái sau, mã này lái trước đấy. À đây. Thôi anh ơi, hỗ trợ lái mã này ra. Lái mã đúc lá thôi đó. Bác xem là sai số như nào nhỉ. Đúc lá đẹp chưa? Đẹp lắm. Đẹp gọi là lắm lắm luôn đấy. Cái này mà nó còn đủ size nó không bán giá này đâu ạ. Mọi người nhớ em đang bán cho mọi người là 70-75.000 cái. Đúng không chị? 70-75.000 cái đấy. Mã này là 70.000, có cái mã kia là 75.000. Em nhớ không sai thế nào luôn. Chắc chắn rồi. Rồi nhá. Đúc thì nó siêu đẹp, muốn tội là nó bị lẻ sai rồi. Anh ấy cho em xin màu đen nữa. Nó có đen nữa, cho các chị nhìn đen tí. Đúc lá nhá, con này thì gọi là siêu hot rồi. Anh ơi, cái lá mã mà nó như này nhá. Nó có cái lá ấy. Ừ. Cái đấy mã khác. Còn, sao đã hết rồi? Cọc ấy thế. Cái này siêu sướng nha.
Em bán 70.000 con này đã không có nào bán rồi. Các chị toàn phải mua trăm hoặc hơn trăm một con đúc lá này. Bỏ cho đỡ vướng vướng á. Em lại không quen vướng vướng. Đấy màu lâu ấy. Thôi cho em xin cái túi để em bóc cho nó nhanh. Chứ anh nhìn mã thế này các chị chờ bao giờ anh. Mã này nhìn phát là biết là không phải mã nó rồi. Rất cái túi kia đâu em với ạ. Rồi. Rồi anh em chuẩn bị vào mã sale ngày hôm nay mà không mua được thì đúng là để tiền ăn quà này các chị ơi. Nhá. Đen đây các chị, có đen và da nhá. Hình như là em chỉ đăng hết 34 hay sao ấy. Bây giờ em nhận đơn 36 và 38 nữa. Sale cho mọi người siêu rẻ luôn nào. Không biết là có hòa được tiền không. Áo gió xanh lá size XL. Cái gì? Áo gió xanh lá size XL. Được chị A Vũ ơi, mặc được, thoải mái. Mặc vẫn đẹp luôn. Tin em nhá. Mặc càng càng thoải mái. Trừ những chị nào có thích cứ mặc thích mặc khít người thì tốt nhất đừng chốt. Còn đâu nếu mà thích mặc kiểu rộng rãi vẫn mặc được. Vì con này nó là dòng quốc dân dễ mặc các chị nhá. Đây, đúc nhá, sale cho mọi người. Vì em bị hết size các chị ơi, lẻ lẻ còn ít nữa thôi. Sale lớn cho mọi người, em đã bán 70.000, ngày hôm nay em sale hết cho mọi người 55.000. Ok cho mọi người, không biết là có cưa về được vốn không ạ. Nhá. Không lãi là nhiều đó các chị, bọn nó bán 100 mấy cơ, khoảng tầm hơn 100 cơ thì bọn nó mới bán để giàu thôi. Em bán cho mọi người còn lấy công nằm nãi thôi. Ok chưa? Rồi, nó có màu da và đen. Trước tiên bấm cho em 36 và 38 đang bấm nhanh thật nhanh, 55.000 bấm nhanh cho em đỡ tiếc nào, nhanh thật chưa các chị ơi. Ôi, line len, line hàng đông ế nhá, nên là quyết định là line áo con đi. Không phải áo con mà ế là thì thôi đấy. Vì là áo con thì nóng lạnh thì các bà vẫn mặc áo con, chả bà nào bộ là hơi nóng quá chị không mặc áo con nhá. Ok chưa, 36 và 38 chị ơi, 55.000 không mua được ở đâu luôn mọi người nhá. Chuẩn đúc hàng đẹp giúp em. Con này sẽ là hàng không gọng nhưng mà mặc đẩy và lâng dã man luôn. Một trong những dòng áo con gọi là VIP hot đỉnh của chóp rồi. Chị nào lấy đen lên đen, chị nào lấy da lên da, ấn thật nhanh đi em nhận 36 và 38 trước đã. 34 từ từ bình tĩnh tìm, mấy bà 34 cứ ngồi yên đã. Xem có 34 tí bá. Cái này không có nhiều đâu, chị nào ấn sớm em lên sớm nhá. Từ từ. Toàn thế ấn 38 này các chị ơi. Toàn thế ấn 38 các chị ấn đi, em chia đơn từ dưới lên á. Rồi từ từ đây em làm cho khách. 38 này. 38 đen đó chị Minh thì chị. Cọc be 38 đâu nhỉ? Đây đây. Chị Hà Vũ. Áo gió. Ở đây chị Hà Vũ áo gió xanh XL, anh làm chị Hà Vũ hả em? Rồi, be chị Ánh Quyên 38. 55.000 à các chị ơi, tầm này không mua thì đúng để tiền ăn quà đấy. 38 đen và trắng cho bạn Hường Quỳnh. Đen và trắng, đen và da nha chị Hường Quỳnh ơi, không có trắng đâu. Nhá, đen và da đấy. 38 đen một đôi cho Hường Quỳnh. Màu da size 38 cho chị Nguyễn Bích Ngọc. Các chị ơi mua nhanh, em đã nói em từ sale mọi người không phải nghĩ nhiều nữa thật sự luôn, bảo lòng nghĩ nữa là buồn lắm thay. Chị Nguyễn Bích Ngọc màu da 38. Chị Minh Thủy Trịnh thấy đẹp quá lại tiếc lại ấn thêm một con da. 55.000 các chị lên đến chợ đầu mối không mua đâu mọi người. Em bị hết size rồi em bán lốt cho các chị đấy. Chị Minh Thủy Trịnh thêm một con da 38. Chị Minh Thủy Trịnh thêm một con da 38. Chị Phạm Niên màu 38 màu da và đen. Chị Phạm Liên bên này 36, chị Nguyễn Huệ lấy màu đen và da. Cho chuẩn size giúp em nhé, con này nó chuẩn size các chị ạ. 55.000 em sale cho mọi người quá rẻ luôn ấy. Em thấy nó có hai cái túi to phạc ở trên kia. Chạm lóc nhà em sale cho mọi người luôn ấy. Đây là 38 rồi. 36 đâu. Quá rẻ luôn. 38 rồi. Ấn sau là hơi buồn đấy. 38 rồi. Lại 38 tiếp. 36 của em đâu ở đây. Đen ở da cho chị Nguyễn Huệ.
Đây, đen vào da. Cho bạn Anani màu đen size 38. Đấy, em phải em cẩn thận em nhìn lại sợ bác chị nhầm đấy. Đúng rồi, xem em ơi, chị đang sale rẻ. Chị hết size. Mấy hôm nay chị ế đấy, chị không có việc gì làm, chị cứ gọi là vớ vẩn, gọi là cho đỡ buồn ấy. 36 đen chị Vân Niu. 36 đen chị Vân Niu. Nên các chị tập trung vào những cái hôm mà em đang được gọi là sale cho mọi người mua giá tốt thì các chị chốt đi. Bao tiền máu? 55.000 chị Vân Nguyễn ơi, chuẩn đúc lại một giúp em nhá. 36 một đen cho Nguyễn Phương Thảo. Đố chị mua được ở đâu áo đúc mà chuẩn đẹp này 55.000 ấy. Đây, nhìn rõ giúp em này, bàn tay luôn nhá. 38 đen và da chị Tuyến Phương. Chị Tuyến Phong. 38 đen và da chị Tuyến Phong. Màu da size 38 cho chị Hà Vũ. Đấy các chị thấy không, cái độ nhập áo con của em nó khủng khiếp như thế nào. Đấy, em bán cho mọi người 70.000 và để ngày hôm nay em sale cho mọi người nào 55.000 này, em nhập quá nhiều luôn, em bán nó bị gãy size. Còn ít tặng lốt chị em mua cho nó vui. Cái quan trọng là mấy hôm nay đang ế đó, mới mò vào cái này, chứ bình thường các chị mua em nay cái này hôm nay đâu. Cho chị Hà Vũ nhá. Chị Nhung Nguyễn 38 màu đen và da, chị Nhung Nguyễn này làm chưa nhỉ? Đây được rồi. Đây chị Nhung Nguyễn bây giờ mới làm đây. 38. Cái này các chị mặc xong chỉ có nhớ em luôn, thực sự nhưng không bao giờ có giá này nhá. Like sau gặp em nhá, nếu đủ size tiếp tục 69.000 các cụ nhá. Đừng hỏi em là 55.000 không có đâu ạ. Đây là em sale gọi là cho các chị cho hết mã thôi. Đây màu đen là màu da. Cái này đéo phải rồi. Anh ơi, với em cái cọc kia xem là đấy là cái gì. Đây đây, cho chị Nhung Nguyễn. Còn thảm không còn? Chị Nguyễn Thị Hằng em còn thảm. 38 màu da chị Duyên Sukiu. 38 màu da. Da. Da 36 em vừa ghi nhầm. Chị em nhắc đơn của chị Duyên Sukiu đây chị phát. Thêm đen 38 chị Ánh Quyên. Ôi mua đi chị Ánh Quyên đây, đằng nào cũng thế, mua ở đôi mà. Em bán cho các chị mua ngày hôm nay 101 một đôi, bằng bọn nó bán cho các chị một cái thôi đấy. Các chị không mua thì mua gì giờ này nữa các chị ơi nhá. Chị Ánh Quyên thêm một đen nhá. Chị Duyên Siêu Kim nhắc đơn đây xem mà nhầm cái gì không biết. 36 đen cho chị Toan Nguyễn. Đây anh ơi, nhắc cái cọc kia cho em, sắp theo mã không ấy. Chị Toan Nguyễn này số điện thoại cho em với. Không có đơn à? Chị Toan Nguyễn 36 đen á. Con đấy dồn cho chị Ánh Quyên á. Ừ rồi chị Ánh Quyên để tí anh dồn sau, ghim của nó vào đấy, ghim cái mác của nó vào đấy. Còn 36 mà em. Em 36 Nguyễn Phương Thảo được rồi em ơi. Chị Nguyễn Bích Ngọc thêm 38, chị nào thêm thì thêm đi, em qua mã chị ơi. Làm hẳn một đôi mà mặc. Đen 38. Đây rồi. Cho chị Nguyễn Bích Ngọc thêm. Chị Nhung Nguyễn được rồi. 38 da. Còn 36. 36 em đầy. Bà nào hỏi bộ là 36 hết, 36 đầy. Anh cho em xin cái ôi dồi ôi, các chị ấn nhiều đấy. Mã này không có 34 các chị ơi. Không có 34 hết, 34 mới sale. Anh cố tìm xem có con 36 38 già nào không. Thấy các chị vẫn đang ấn 38 dài. Hết rồi á. Bao nhiêu? 55.000 em ơi. Các chị chờ em buộc cái tóc lên, quăng quật cho nó dễ. Đấy, sắp mặt đây anh ạ. Đây, 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 được rồi. Bà Vân Niu lại tiếc rẻ mua con 36 ra.
rồi, đẹp lắm các chị ơi. Cho các chị ngắm lại một lần nữa. 55.000 bản áo đúc lá. Đây là em sale cho các chị nhá, vì em còn ít thôi. Chỗ này vừa lấy từ nãy giờ em sale cho mọi người, chắc còn chỉ có vài chục con thôi, cũng chẳng có nhiều. Đó chưa, em đóng cái mã này hàng trăm con cơ các chị ơi, hàng vài trăm con ấy. Mà bây giờ ngày hôm nay em hết 34 bán lốt cho mọi người ấy. Ra 36 rồi nữa chị Vân Niu. Ra 38 em hết rồi. Chị Duyên Siêu Kiêu là ra 36, vừa ghi nhầm 38. Chị Duyên Siêu Kiêu được 36, được ghi nhầm. Đây bây giờ mới làm. Cho chị một màu da. Da 38 em hết thì chị Thị Nhiêu, bây giờ em còn đen 38 rồi. Ờ à, đấy, chị Vân Niu, nãy nãy bỏ ra của em mình làm rồi. Da và đen 38 cho chị à, 36 chị Lê Huệ. Bây giờ đen em còn 38 nhá, còn đâu đen và da thì em sẽ còn size 36. Đen con em xin con đen 36 thôi anh ạ. Tiếp tục sắp cho em một con 36 đấy đấy. Đúng chưa? 36 hết này. 36 này cho chị Lê Huệ. Một cọc, một đôi. Cho chị Hương Đỗ một đôi, đen và da 36. Vân Niu không phải gọi này. Đen hai áo cho chị Phương Linh 38. Chị Phương Linh anh dồn của em với, toàn hàng đẹp thôi. Cái này chuẩn hàng đẹp, con này đúc này mặc dễ chịu lắm luôn này. Chị Phương Linh mua hẳn mà cất đi. 55.000 chị Hoa Bỉ Ngạn ơi, em sale ấy. Em đang bán rẻ nhất Facebook luôn là 69.000 luôn rồi ấy. Một đôi đen và da 36 cho bạn Nguyễn Quỳnh. Bạn Nguyễn Quỳnh cái số điện thoại cho em ơi, xem số điện thoại. Hôm nay em đang chán đời đây, em cứ sale hết đi. Em thèm tiền lắm rồi nên em cứ sale đấy. Sale vớ sale vẩn đấy các chị ơi. Bình thường là làm đắt hàng các chị của em sờ báo con em ngại lắm. Vậy là em đang đây đây, cho bạn Nguyễn Quỳnh nhá. Đen và da size 36 cho chị Nga Bùi. Các chị mua đi, tầm này không mua mua gì các chị ơi. Tận dụng cơ hội em ế mà các chị săn sale. Phương Ninh á, đây. À chị Phương Ninh là vào mã thảm chưa chia. Chị đang mua thảm 65.000 ba cái màu siêu cute, em để đằng sau này bấm cho em sẽ là thảm nhá. 65.000 ba cái này cho chị Nga Bùi phát nào. Chị Lưu Thị Xoan ấy, em còn đen thôi, đen 38 thôi, gian hết. Em thêm đen size 38 ạ. Chị Hà Vũ này thêm đen 38. Chị Thị Oanh em mã này không có 34, em hết 34 em mới bán thế. Bà là bà thêm gì nhỉ? Vừa nói xong, thêm một đen 38. Đây, 38 à chị Hà Vũ. 36 đen và be chị Linh Linh, các chị ơi mua đi. Bạn đừng đừng bà nào bảo là hôm nay Hạnh ơi chưa rét nên chị không mua áo con nhá. Là em lên giường em đắp chăn em đi ngủ luôn đấy. Chị Linh Linh này, một đen, một be, size 36. Đấy các chị thấy, đi sale ấy, sale mà ngồi bốc ngoài tay chưa hết ấy. Nhập phải, em nhập quá nhiều luôn ấy. Thế lấy đen 38 thì chị Nghị Nhiêm. Thì các chị mới chốt được, bình thường mới chốt được giá là 69 thì đây, không có nào nó bán đâu. Bọn nó toàn bọn em hấp em, bọn nó bảo là nghỉ mẹ đi, bao giờ rét thì like. Cho chị Nghị Nhiêm 38 này. Thế thì cho chị Lưu Thị Xoan size 38 này. Mua con này tí các chị mua 38 sang mã kia đấy. Mã kia em vẫn còn. Chị nào mà không mua được 38 màu da mã này thì tí sang mã kia em còn mã kia nữa. Thế chị Thị Nhiêm không? Đen 38 chị Hà Doãn hai cái. Xem còn không chị, chưa Hà Doãn này vào muộn thế này. Hà Doãn mua thảm không? Chị nào mua thảm cho em đi. Thật thì như 38 hết rồi các chị ạ. Cái bà ấn 38 thì em hết 38 rồi đấy. Ui cái này đẹp lắm. Hết rồi đấy, hết 38. Các bác chờ em xót lại xem còn làm nốt cho các bác không này. Em đi làm mấy bà 36 em qua mã. À, không có trò gì thì đi sale áo con cho nó hết hàng, sale cũng tiếc. Hết 38 nhá chị ơi. Chị Hà Doãn không được ạ. Chị Hà Doãn không được, tí sang mã sau đi. Đến chị Lưu Thị Xoan được một con đen 38 là em hết. Chị Hoa Bảng Bỉ Ngạn em hết 38 rồi, tí chốt mã khác. Ra 36 cho chị Đức Sơn Nguyễn dồn đơn. Bà nào bây giờ 36 thì em làm nhá, 38 thì em chịu mã này rồi đấy. Chị Thu là em hết. Chị Phương Lê Thị Thu tí chốt mã sau, mã này em hết. Ra 36 chị
Vân Anh Phạm. Đây, ghi mà đơn chị là mai chị lấy không cần gọi mà kiểm tra. Em xem chị có hai áo chưa. Một đen, một da 36 cho chị Nguyễn Nhật Minh. Chị Nguyễn Nhật Minh. Chị Hoài Võ đen 38 em hết. Thảm đẹp. Thảm đây. Thảm đâu ấy nhỉ? Ông kia cất thảm đi ạ. Đây. Thảm á chị nhé. Đây. Ok chị Nguyễn Thị Minh. Ok chị Lưu Thị Xoan. Một da 36 chị Lan Vũ. Chị Lan Vũ là dồn nhé. Chị Lan Vũ là dồn nhé. Đây các chị ơi, thảm này. Đây là màu thảm 65.000 ba cái thảm. Em bán theo combo các chị nhá. Và thảm thì sẽ là có vừa viền tròn và vừa viền vuông như thế này. Em mix cho mọi người màu ngẫu nhiên và mọi người yên tâm này, em mix cho mọi người sẽ có tâm. Mix cọc là cũng đẹp luôn. Chị là lấy thảm lên cho em mã sẽ là ba cái thảm, hoặc mã bấm cho em mã là mã 65 em nhận đơn. Ok đó chị, đây là tất cả các màu thảm. Ba cái mix ngẫu nhiên luôn. 65.000 ba cái nào, các bác tính nhanh hoặc tính nhanh cho em xem bao nhiêu tiền một cái. Chưa đến 22.000 một cái thảm. Chương trình không mấy khi có đâu mọi người ơi. Nó đẹp lắm luôn. Cái này có cái con màu đỏ đẹp lắm mà đâu rồi nhỉ. Cho mấy con màu đỏ các nào. Rút mấy cái màu đỏ. Rút con màu đỏ. Đó ngay rồi đấy. Cái này vẫn chưa đủ hết màu của nó đâu mọi người ạ. Nhiều màu lắm. Chị lấy thảm lên cho em thảm. Đây. Đẹp chưa. Đấy, đằng sau nhá sẽ là bề mặt cao su chống trượt mọi người nhá. Yên tâm chưa? Siêu đẹp, 65.000 ba cái thảm, chị nào lấy thảm lên cho em là xếp thảm. Xếp thảm với chị Hà Vũ. Đó, em có 200 con ngày hôm nay. Chị nào lấy thảm nữa thì báo em. Nói chung đẹp mà rẻ chị ạ. Đấy, lấy thảm lên. Toàn hình siêu cute thôi. Ok, chuyển sang mã khác luôn nhá. Chị Phương Lê Thị Thu một xếp thảm. Cho chị hai áo màu da. Chị Phương Ninh hai áo màu da luôn hả? Chị Phương Ninh lấy hai áo màu da size 36 dồn đơn. Phương Ninh. Thế thì chốt lại mã này, em có đúng một cái màu đen size 36 chị lấy lốt lấy nhá. Còn đúng một cái màu đen size 36 ấy, chị lấy báo em, mã này là hết. Một khi em đã không sale thôi em sale cho nó hết luôn. Rồi sang mã này cho em. Rồi còn đen 36 mã kia. Anh ơi, ra đây xem hộ em. Xem cái này nó có cái màu gì với. Để cho Tấn làm nốt đi anh ơi. Hỗ trợ em việc này á. Hôm nay sẽ không có 34. Nhưng em sẽ tư vấn mọi người mã này 34 mặc được, 36. Vì bản thân em đang mặc mã này size 36 mà bình thường khuôn ngực của em chỉ mặc 34 thôi các chị nhé. Đẹp chưa? Cũng là đúc. Mã này mã mới của năm nay nhá. Cho chị Đích Sinh Nguyễn một xếp thảm. Bộ nam còn size 65 cân không? Em còn chị 65 cân nữa hả? 65 cân, còn màu gì? Tí em dơ lại cho, bây giờ em vào mã này đã nhá. Chị Linh Ninh nhá, chờ em tí. Đây các chị ơi, vẫn là hàng đúc chuẩn đẹp như thế. Chất liệu không khác gì. Mã này đắt hơn xíu, nó đắt hơn đâu ạ? Không phải là vì nó chất nó đẹp hơn nó đắt nhá, không có. Rồi nhá, em này em cứ thành thật. Chất y xí nhau. Khác hơn, đấy là cái này, con này nó dập này này. Đấy, là mất cái công tiền dập như thế này. Nhưng đắt hơn không nhiều, cộng thêm 5.000 thôi. Mã kia em bán là, chứ em bán cho mọi người là 70.000 mã kia. Mã này em bán cho mọi người là 75.000. Thì ngày hôm nay em xin phép là bán cho mọi người mã này. Về mã là mã 59, ok cho mọi người ơi. Sale quá rẻ luôn, các chị tận dụng nhá. Lấy mã này ấn cho em ạ. À, mọi người ấn cho em này. Mã này mọi người ấn cho em mã là 59 đi mọi người. Hoặc ấn cho em mã mới. Mới kèm màu đi, rốt cuộc là mới kèm màu nhá mọi người. Mới kèm màu, nó sẽ có màu be. Con này nó sẽ có màu lâu. Và nó có màu đen. Mới kèm màu size 36 và size 38. Em tư vấn như thế này. Chị nào mà không em mặc size 34 nhưng mã này em mặc được size 36 mọi người ơi.
nhá. Con này quả rất dễ mặc luôn. Chị nào mặc 34 thì cũng có thể mua mã này 36 mặc được, vì mã này hoàn toàn không có 34 mọi người nhá. Mã này tính chất của nó là không có 34, chứ không phải là mã này em không lấy 34. Ok cho mọi người. Cái mã đúc kia thì nó hết 34 nhưng mã này là không có 34. Mã này chỉ có 36, 38 thôi mọi người ạ. Cái mã này rất là dễ mặc luôn. Mới ra size 38 cho chị Lưu Thị Xoan rồi. Anh nhặt đi anh ơi. Đây nhá, xem size chỗ cạnh em. Đấy, cho chị Lưu Thị Xoan. Đấy, chị nào mã kia mà chưa được 38 màu đen màu da thì mua mã này đi. Mã này sẽ có lâu đen da 59.000 thôi mọi người, siêu rẻ nhá. Đúc đấy, hàng đẹp ấy. Đấy, và mã giúp em con này thì không có nhiều mã kia đâu. Bàn tay nhá, siêu xương, siêu xinh, siêu sướng luôn. Sẽ là không gọng, mặc cực kỳ đẩy và lưng luôn. Hôm nay là sale có giá này các chị ơi. Chị nào lấy mã này ấn cho em sẽ là mới kèm màu kèm size, được chưa ạ? À, mã 59 be và da size 38 cho chị Hoa Bảy Bình ạ. Mới be 38 cho chị bạn Trinh Nguyễn. Mới đen và lâu 36 cho bạn Lan Nguyễn. Mới đen và lâu size 38 cho chị Phương Lê Thị Thu. Rồi, các chị ấn đi. 59.000. Đố chị nào mua được ở đâu? Vì em đang sale cho các chị siêu rẻ này. 3 cái 38. Đưa đơn đi, đưa đơn đi. Đưa đơn đâu hả? Em ghim hết và em đưa đây cho anh cho nó nhanh đi, thay vì em đọc. Em ghim vào hộ chị với, ghim vào tờ túi đấy hộ chị với. Bia đen đâu chị? Hả? Ai bảo bia đen đâu? Đưa đây, đưa đây, đưa đây. Đưa hết đây. Da và đen 38. Rồi, tiếp tục vẫn đen và lâu 38. Đen và lâu 38. Đen đây, lâu đây, em nhìn thấy rồi ạ. Rồi tiếp tục anh ơi. Đen và lâu 36. Đẹp lắm, em sale cũng tiếc lắm các chị ơi. Chính thức là em sale cũng tiếc ấy, không phải là đùa đâu. Đen và lâu 36 đây. Rồi ok. Rồi tiếp tục anh tìm cho các chị này là be 38. Đấy ngay đấy sao? Bốc đúng ở đấy rồi sao? Rồi. Ok chưa? Các chị chờ em làm xong em bấm tiếp, sợ nó loạn. Cho chị Phương Linh 138 một áo. 38 một áo. Ơ xem. Đây con này dồn chị Phương Linh ở ngoài đấy em dồn chị. Mới lâu rồi bé chị Phượng ớt ơi. Mới lâu rồi bé mặc size gì? Không nên size bé mặc size gì chị Phượng ớt. Mới 2 đen 36 cho chị Thị Oanh. 2 đen 36 nhá. Mới da và đen 38 chị Minh Thủy chị. Đen và be 38 36 nhá. Bà lấy một đôi 36. À hai con đen 36 luôn. Ừ cho Thị Oanh. Để cho vớt cho Tấn. Tấn Thị Oanh này. Da đen 38. Da đen 38 chị đang tìm. 36 hai cái đã chị Thị Oanh đã. Da cho em 38 ạ. Rồi. Cho chị Minh Thủy Trịnh dồn nhá. Chị Minh Thủy Trịnh em dồn chị cái tập này. Mới lâu 38. Lâu 38 dồn chị Trịnh Thị Nghiêm nữa. Em dồn chị hai chị này đó. Rồi. Áo gió đổi mình size L nha. Sợ size L á. Chị Hồng Lụ Nguyễn. Sao vừa không bảo em được vậy lấy. Không, chị Lương Nguyễn em mã này không có 39 đâu. Mã này có 38 đấy ạ. Be và lâu size 36. Hả? Con lâu đây. Con lâu. Rồi, được rồi. Be và lâu 36 anh ơi. Cho chị BT Thảo. Lâu cho em một con 36 nữa ạ. Đây này 36 đầy, được chưa? Được rồi. 36 đúng không? 36. Đây, đơn này cho BT Thảo. Mã này 59 thì quá rẻ luôn, 120 đôi.
Mới đen 38 cho bạn Thắm Vũ. Nó đang in á. Đen 38. Đâu có nó. Siêu dẻo chị ạ. Con Hương Giang nó chuyển gì tiền gì cho mình biết. 38 Thắm Vũ. Chị Thủy Anh, ok Thủy Anh. Chị Thắm là không cần số luôn. Không. Chị Hoài Võ đen và lâu 38. Đen và lâu 38. Đây đen 38 đây anh ơi. Đây rồi. Chị Hoài Võ đen và lâu 38. Áo gió màu vàng size M còn không em. Chị Ngọc Thương ơi, màu vàng chỉ còn size L thôi ạ. Size M chỉ còn màu xanh thôi ạ. Chị Lương Nguyễn ơi, cái gì chị Lương Nguyễn, chị đang hỏi em là cỡ 38 bao nhiêu cân vừa em thề luôn, cái áo con này nó không liên quan đến cân nặng các chị nhá. Hoàn toàn không liên quan đến cân nặng. Nó liên quan đến cái gì? Nó liên quan đến hai cái quả núi của các bà. Núi các bà bé thì các bà mua bé, núi các bà to thì mua, các bà mua to. Cái con này thì em chịu chết tư vấn luôn các chị nhá. Không thể tư vấn được áo con là chị này mặc size nào hoặc chị kia là mặc size kia, mặc cái này là hoàn toàn chuẩn size. Bình thường các chị mua mặc size bao nhiêu thì các chị mặc size cho em tương đấy nhá. Thảm em còn, chị Vân Anh Nguyễn này lấy thảm lên cho em ạ. Bên này nào làm cho mới đen và da cho chị Miu Miu này. Size 36 ạ. 36 đen và da. Mọi người có cả lâu nữa nhá. Các chị đừng quên mua lâu của em đâu cũng đẹp lắm ạ. Vâng, 36. Và tiếp tục một cọc như thế nữa cho chị Dung Thị. Ừ, đen và da. Rồi, một cọc như thế nữa. Chị Dung Thị lên số điện thoại cho em với, chị Dung Thị ơi. Chị Dung Thị lên số điện thoại cho em với. Mọi người em đang sale áo đúc nhá, 59 thì một đôi áo đúc siêu đẹp luôn, chị nào lấy báo em. Ờ, một cặp y xí thế đó. Chị Dung Thị lên số điện thoại cho em với. Mới 38. 38 là size to nhất của dòng áo con trẻ rồi các chị ạ. Nhưng mà đừng béo quá, bà béo quá nó không mặc được đâu, em nói thật. Các chị béo quá không mặc được. Béo quá mà ngoài 60 cân là mặc mấy cái quả mà 38 là nó không chơi ở đâu đấy. Mới chị Lương Nguyễn 38. Từ từ, 38 hay cái gì đây? Đen và da nhá. Ai? Cho Dung Thị đúng không? Áo đúc 38 là to nhất rồi chị ơi. Chị nào ngoài 60 cân thì đừng chốt nhá. Đen và da. Ừ. Xem lại áo gió ảnh ơi, chị lưu tạo cho em tí. Cho em tí em lên lại áo gió cho. Thảm nó còn đấy, chị ơi, thảm báo em. Chị ơi, đang bán áo gì, chị đang bán hàng cấm em ơi. Chị Lương Nguyễn không vừa, bỏ đơn chị Lương Nguyễn ra. Chị Hương Giang nhá. Em nhìn thấy chị rồi, ok Hương Giang, cảm ơn. Cảm ơn Hương Giang đang ngồi đấy và soi khách. Các chị ơi, chị nào to quá đừng ấn nhá, ngoài 60 cân không vừa đâu. Ví dụ bà nào mà bình thường đi mua áo con mà chuyên phải mua những cái dòng áo con mà size đại ấy, size to đùng ấy thì đừng ấn nhá. Không phải gọi mai lấy nha, chị Miu Miu, ok chị Miu Miu, cảm ơn. Chị Dung Thị đấy. Đang bán áo gì nhá, mai chị lấy điên tiến, chị Hoài Võ em cảm ơn. Đây. Ơ con Giang mày về chưa mà giờ này mày vẫn ngồi xem like như nào ấy. Đúc đen và da chị Minh Hưởng. Áo ngực, ở đây. Khổ quá, mọi người cứ hỏi. Hôm nay bây giờ em bán hàng mở mấy hôm các chị không mua em chán rồi, em chuyển bán hàng kín nữa các chị không mua được không. Đây nhá, đang sale áo đúc em ạ. Chị nào em nào vào sau thì mua cho em. Đúc, đúc lá thì bây giờ nhá, đúc lá là như thế này. Đây. Đúc lá thì là đây, đúc lá là như thế này. Hai cái bản này nó giống hệt nhau mà không khác gì. Chất y xì thế không khác gì, tranh nhau đúng 5.000. Vì cái thằng này nó mất cái tiền cái dập cái này. Nó cộng thêm đúng 5.000 nữa các chị ạ, còn nó khác chẳng khác gì. Em thấy nó chẳng khác mẹ cũng chẳng khác cha nhá. Y xì nhau, chất liệu y xì thế, đúc bàn tay. Độ dày tương tự, mặc sướng như thế đó chị ạ. Con này gọi là sướng 10 thì con này cũng mặc sướng 10 chẳng khác gì nhá. Vấn đề là tùy thuộc mọi người thích con nào, mọi người chốt con đấy. Nhưng mà con ná này, bây giờ em chỉ còn đen 34. Đen à đen 36 mọi người nhá, đen 36 55.000. Mã này là sale mức giá 55.000 đó chị nhá. Đố mọi người mua ở đâu 55.000 luôn vì em sale nha, em hết size em sale ạ. Mã này là ấn cho em mã là mã mới đó chị nhá. Mã này sẽ là 59.000 cộng thêm đúng 5.000 thôi ạ. Mã này sẽ có 36 và 38. Em tư vấn này, chị nào mặc 34 bình thường vẫn mặc 36 mã này nha. Mã này rất dễ mặc luôn. Bản thân em là mặc 34. Nhưng mã này em mặc 36 nha mọi người, vì mã này bản chất của nó không có 34 mọi người nhá. Bản chất của nó là không có 34, nó chỉ có 36 và 38. Ok chưa? Chị nào lấy mã này ấn cho em sẽ là mới lâu, mới da và mới đen. 36 và 38 59.000 ạ. Ok chưa?
mới 36 đen và be cho bạn Trần Thùy Dung. Chị Lê Phương Thị Thu mà chị ở Tràng Duệ, cái chị mà hay mà mẹ mang giò về cho chị đấy. Anh đừng gọi chị nhá. Tên mà này anh cứ nhớ đặc điểm tên mà này là rất dài dòng, có 4 chữ. Là nhớ là cái bà lấy giò ấy, không phải gọi bà nữa. À, vâng, hơn 60 cân đừng ấn gọi em. Phương Lê Thị Thu không giấu. Mai em lấy Tân Tiến không phải gọi Anani. Anani mới có hơn nữa. Rồi. 36. Một đôi 36 đen và be. Đen 36 gì? Đây 36 đây. Thế con kia là bao ấy anh? Thế thì đen các cụ hết 36, còn đen 38 nhá. Da còn sai gì đây? Ui, chán đời thế nhỉ. Da 36. Cứ bắn lỗ vốn là chán đời chị ạ. Da còn 36, 38. Lâu còn gì ạ? Rồi, lâu còn đủ sai. Da đen bây giờ chỉ còn 38 thôi. Áo lót bao nhiêu em? Chị ăn đi người, em đang sale là 59.000 điểm hết sai nhá. Không còn lúc rồi. Không còn lúc là gì? Lúc là gì? Đen ra 36. Ừ, đen ra 36 anh sắp cho đi. Vừa lấy ra 36 á. Ừ. 1 2 1 thôi. Ai? Một đen một da. Một da cho bạn nào? Minh Hưởng. Đọc từ vừa lấy rồi, chị Minh Hưởng vẫn chưa sắp cho chị ấy. Làm một túi có cho ai. Đây con da này, con da đây con. Vấn đề là đen 36 còn không? Chị Minh Hưởng ơi, lấy 36 một con đen đúc lá với một mã mới màu da 36 được không? Vì con này nó hết 36 rồi chị Minh Hưởng ơi. Trả lời em với chị Minh Hưởng nhá. Con không? Con đấy là 36 rồi à? À 38 này. Chị Minh Hưởng lấy mã mới màu da 36 và lấy mã lá này 36 đen được không? Đồng ý thì ok lại giúp em, không thì lấy như nào thì bảo em nhá. Vì con này nó hết 36 màu đen rồi, nói chung nó đẹp như nhau luôn. À, lá 36 một đôi chị Trần Huyền ơi, lá bây giờ có màu đen thôi. Ok chị Minh Hiểu, chị ok rồi. Làm cho chị một con. Đây, anh vẫn cho chị một con da nữa. Thế là của chị là 55 cộng với 60 em nhá. Chị có bán lá mai lên Tân Tiến không phải gọi. Chị ơi em lấy thêm cho em một đúc lá đen 36 và một mới be 38. Em xin một con mới be 38 vào đây đơn cho bạn Trần Thùy Dung dùng. Ờ, Anani, chị quên. Ok, chị Ngọc Thương. Chị lấy cái áo gió màu vàng size L nhé. Chị Ngọc Thương bởi là màu xanh, tí bỏ xanh ra, xanh M ra là làm chị màu vàng size L. Nhớ rồi, ok chị. Cho em một con màu be 38 đây anh ạ. Ờ, màu be 38 nữa vào đấy. Em dồn cái đơn này cho bạn Trần Thùy Dung của chị nhá. Cái đấy là cho ai đấy? Đơn lên tên là gì ấy? Cho Ngọc Thương. Rồi Ngọc Thương để anh tí làm sau. Cho đấy cho Trần Thùy Dung này, Trần Thùy Dung dồn nhá. Trần Thùy Dung ở đấy là 55 cộng 60. Cho em xin con bờ ra tím đấy mấy. Có sao con bờ ra tím? Đấy chỉ là mua áo nữa thì mua, đẹp quá. Mấy khách mày có mua áo con không? Để đổi bao kia. Này còn mỗi con đúc à, quên, con này bắn mất luôn. Bắn mất rồi các chị. Pháp buồn. Có chị nào mua cúp ngực không? Để em sale cúp ngực nào các chị ơi. Có chị nào mua cúp ngực không? Lên tiếng em biết đường để em biết giờ em sale cúp ngực các chị. Có bao nhiêu chị mua cúp ngực thì chấm cho em sale cái bán cúp ngực kia. Cúp ngực là không dây đấy các chị ạ. Cúp ngực là mặc áo không dây đấy. Em quên mất. Em vừa ấy đổ nhiều sữa quá nè. Nó ngọt kinh khủng khiếp này. Cho thêm nước à? Đúng rồi, đúng rồi. Có lên còn nam em. Em muốn bán lắm chị ạ, chị sợ ấy. Cái gì này à, chị Ngọc Thương lấy thêm một be một lâu. Một be một lâu size
36. Ai? Này. Từ lật từ hồi sang trắng rỡ rồi yêu đấy sao chị Ngọc Thương này làm đơn đấy chị. Em chào chị Bàn Tuyết mua áo con không? Nó đang buồn ngủ rồi. Đi đường hát á? Hát bài gì? Ngao ngao ngao. Hôm nào em đi học. Rồi, từ anh phải thu mã cho em, xong rồi em bỏ cái cọc ra được. Anh em lấy cái túi cho hết vào cho em, không muốn nó lại lẫn tí này lại tìm khổ thì khổ. Nói chung là cái này nó gọi là áo cúp vì nó không cần mặc dây các chị. Cái này cũng nẻ sai, em sale cho mọi người, con này em sale lỗ vốn luôn ấy. Bình thường các chị mua 101, 102 là chuyện bình thường nhá. Đẹp lắm. Độ dày này, con này em có một loại dày, một loại móng các chị ạ. $59,000 chị Ngọc Thương ơi. $59,000. Ôi ơi. Đấy, tự luôn đấy nhỉ. Em móc con me các chị xem cả màu nữa để cho các chị chốt luôn. Cái này mọi người mua để thi thoảng mà mặc mấy cái áo mà như kiểu là khoét vai, các chị trễ vai này. Mặc nó không cần dây áo con, em chào chị Vân Vũ. Đây, không cần dây áo con ấy. Hoặc là mặc những cái mã mà khoét vai thấp viếc ấy. Đấy, thì các chị mặc vào thì không sử dụng được những cái áo kia. Thì mình phải sử dụng sang cái áo này. Chứ bây giờ không ai đeo dây quay trong á. Mấy bà mà có dây quay trong vứt đi hiệu em một cái nhá. Mặc dây quay trong á, nhìn á mình cười lắm chị ạ. Lần này không mặc dây quay trong nữa mà mua hết cho em những bản áo này. Em này em có khuyên khách chân thành luôn. Ok chị Lan Nguyễn. Chị Lan Nguyễn vừa chốt cái gì nữa. Bây giờ không ai đeo dây quay trong nữa rồi. Mà bây giờ người ta toàn mặc áo cúp thôi. Những cái đứa mà ngực nó cao nó toàn dán thôi các chị ạ. Chị em mình thì nói chung là có những chị sinh nở xong rồi ngực nó không cao nữa thì là các chị phải dùng những dòng áo cúp này. Chứ còn đâu mà ngực cao thì bây giờ là chúng nó dùng miếng dán ngực. Đấy là hai phương pháp, hai giải pháp chị em mình lựa chọn trong vấn đề là mặc hở vai. Chứ bây giờ không ai dùng ai gọi là quay trong nữa rồi. Nên là em bán cho mọi người cái mã này cho các chị mua về mặc những cái như thế nhá. À, chị ơi, em thấy chị thấy tin nhắn không? Thế Trần Thùy Dung, bây giờ nhá, em nhắn lại cho chị một dòng duy nhất là em lấy mã ná size gì và em lấy mã mới size gì màu gì, em nhấn lại cho chị một dòng để chị ra chị kiểm tra đơn cho em nhá. Ok chưa? Nhắn lại một dòng duy nhất nào. Nhắn lại một dòng duy nhất để tí chị làm nhá. Em bán cho mọi người bản dày trước nhá. Bàn mỏng thì em sale xong. Đẹp ơi đẹp luôn. Cái này hôm nay này em sale lỗ vốn rồi mọi người đấy. Cái con này thì mọi người ơi, thích nhất là nó có cái cài đằng trước này. Thì nó sẽ là rất là khít ngực nha mọi người. Đấy ví dụ này các chị mặc xong các chị đẩy vào bên trong này. Như em này em mặc em hay cho vào trong cùng như này. Rất là thích luôn. Con này mọi người nhá, ở đằng sau lưng ấy. Đây cái đoạn quay áo này nó sẽ có một cái đoạn đây mọi người nhìn nhá. Đấy dưới ánh đèn nam mọi người nhìn nó hơi lấp lánh mọi người nhá. Đây là dạng như kiểu casulon, nó sẽ bám chết bề mặt da khi mà nó gặp ma sát da. Nó sẽ giữ cho cái áo này chống trơn, chống tuột và chống tụt nha các chị nhá. Áo chất này là đẹp lắm luôn ấy. Và cái con này là một trong những cái loại áo cúp ngực em hay sử dụng nhất và em mặc ưng nhất nha mọi người ơi. Ok chưa? Không có đoạn hở lưng đâu chị Thanh Tâm ơi. Vì hở lưng cái đấy thì khó bán lắm. Vì không phải chị nào cũng mặc hở lưng đâu ạ. Hở ngực đã là một vấn đề táo bạo cho chị em mình rồi. Chứ đừng nói gì hở lưng. Hở lưng thì em sẽ không chơi nhá chị nhá. Chỉ là một hở lưng không có đâu. Hở lưng là đi mua dán hộ em. Không có áo nào mặc hở lưng được các chị nhá. Hở lưng ví dụ như thi thoảng như là em mà nếu hôm nào mà đi đâu chơi, mà ví dụ như những cái đợt mà đi mà đi biển này, mình mặc những cái maxi này, hoặc là những cái kiểu là đi ba sàn nhảy nhót gì đó, nói chung là như thế.
đi dưỡng dẹo thì là các chị ơi là sẽ là mặc dán cho em ấy chứ không phải là áo đâu các chị nhá. Người ta mặc áo dán rồi chứ không phải là áo đâu. Áo đã là áo thì nhất định phải có quai này, còn những cái loại kia nó là dán thôi các bạn, không phải là áo đâu. Có size 34 không? Đây từ 4-5 nghìn một cái vào mã luôn giúp em nào. Bây giờ từ từ xem size như nào. Hiện tại là nhìn thấy 36 và 38, chờ em tí xem có 34 không, em sợ nó hết size. 4-5 nghìn em siêu lỗ vốn nữa các chị ấy. Nhanh chóng lên mã cho em, mã sẽ là cúp kèm màu kèm size để em nhặt đúng nhá. Bây giờ cứ ấn bừa đi, ấn thì bây giờ em thấy có size thì em làm, chứ em cũng chẳng biết là trong cái bao nó có size gì. Các chị có nhu cầu mua size gì, màu gì các chị cứ ấn phát đi đã. 4-5 nghìn anh ơi, đổ cọc ra để cho mọi người xem mà mọi người cứ ấn không ạ. Đây, để xem các chị có ấn được không thì mới đổ bao. Siêu đẹp luôn. Nó hình như có 34 ấy. Vấn đề là 34 không biết nó còn màu gì. Các chị ấn giúp em sẽ là cúp kèm cân nặng. À quên. Cúp kèm cân nặng. Cúp kèm màu kèm size. 4-5 nghìn em bán cho mọi người siêu rẻ luôn. Vì là em sale cho mọi người nỗ vốn nhá. Để làm gì các chị gọi là mua cho em nó hết hàng thôi. Chứ con này em bị nẻ size rồi. Sang năm chạy rẻ nhất nha mọi người. Con này phải là chạy là phân khúc là 75-80 nghìn á. Cái này là sale lỗ vốn nhá. Ok chưa? Đây bạn Trần Thị Dung này. Đây 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 đây. Kèm màu đi chị gì ơi. Chị tiên lấy chung ấy. Đây, khớp đơn cho bạn ấy trong áo là được. Đúc lá là 136 đen. 3 mới 36 2 đen 1 bé ạ. Ừ em bấm thế nó dễ mà. Đấy để xem các chị có mua được những cái này đó. Cúp ra xe 34. 4-5 nghìn. Chưa bao giờ rẻ thế đâu các chị. Chị Hoa Phạm. Dung đủ rồi. Anh ơi, xem phát nào. Có một con đúc lá màu da size 34 các chị ạ. Chị nào lấy con này bấm giúp em nhé. Lá size 34 màu da đây. Còn đúng một con 34 màu da nó ở đây. 34 cho các chị nhé. Từ nãy giờ chưa con nào 34 đâu. 34 màu da 55 nghìn này. Chị nào lấy báo em. Màu da ấy. Cái nó hơi bị quẹt bụi một tí rồi giặt phát và sạch luôn. Chị nào lấy 34 con đấy báo em. Bốn con ấy. Em bị lẫn ấy. À. Mày làm yên thì chị đã bấm đơn đâu, làm yên chị đang chờ khách. Cái gì? Thiếu cái gì của ai? Hai áo da size 36, cái con 55 rồi. Tôi chị xem nào. Khách bấm nào mà biết mới biết là 55. Da 36 chị Vân Anh Phạm. Đấy cơ, em tìm đơn mà chưa có. Chị Vân Anh Phạm không báo luôn, bây giờ bọc rồi. Bây giờ biết là người ta lấy 36 là chị lấy mã 55 hay mã gì. Chị Vân Anh Phạm có ở đấy không? Báo báo luôn qua mã rồi chán chê. Mai phải gọi đi nó khách khách lấy mã gì. Chị Vân Phạm còn đấy không? Ai biết là người ta lấy mã 55 hay mã 59 thì đóng cho chị đây. Không còn đeo, không có da đó, chị có đen thôi. Em xem chị nào có đen em làm đen. Một đen size 36. Vấn đề nó lại là có cả 34 nữa này. Chị tên tiếng Trung em cho một con đen. Da em chưa tìm thấy.
45.000, chị tên tiếng Trung em làm đã. Chị tên tiếng Trung chưa có, chị là bổ dồn, chị phải tự khắc bổ dồn. Cái gì? Một áo con. Có áo con rồi, dồn chị ấy. Cúp ra này. Ma Tư cho chị Vân Vũ. Em ấy nhìn thấy màu đen đấy mọi người, chưa tìm thấy màu da đâu. Khi nhà hết màu da sao ạ? Ma Tư chị Vân Vũ. Màu be không có đâu các chị ơi. Không tìm thấy be đâu. Cũng không thấy có be luôn, hay là hết rồi không biết. Con này sẽ là hàng mỏng rồi. Mỏng này sang năm em bán cho mọi người đi. Vì mỏng này á, không phải chị nào cũng mặc đâu. Mỏng này á, mặc không có ngực nó bị trôi mất các chị ạ. Mỏng. Mỏng tầm này các bác chưa sử dụng được. Trần Thủy Dung lấy thêm một áo xanh gió XL. Cúp da 38 không? Em không thấy đâu chị Dung đây ơi. Em chỉ thấy có 36 thôi. À chỉ thấy có màu đen thôi. Da không thấy đâu. Da đây nó toàn mỏng lắm. Mỏng cái này chị là phải ngực to không mới mặc được. Ngực bé bé nó tuột ngay đó chị ạ. Em tư vấn bằng thật. Em thích bán thì da đầy đằng sau em bán nó các chị ngay nha. Em không tư vấn kiểu vớ vẩn. Phải mặc được em mới bán. Có cúc da. Cúc không chị Hoa Phạm ạ. Da nhé chị là bằng ngực chỗ nha. Em có nói thật là chị là ngực lạc hoặc là ngực to thực sự luôn thì mới mặc được cái dòng cúp da 38. Ở đây cúp da 38 chị Dung Lê có một con này được. Con này dày thì mới mặc được cái loại mỏng này. Đây là có loại mỏng, ngực phải cao ấy thì mới chơi được mấy cái loại này. Còn đâu không thì không mặc được loại mỏng ở đâu. Đây, nó mỏng như thế này mà. Đấy, cái này là ngực chị đòn to. Áp phát vào ăn ngay thì mới mặc được con này. Đấy, chị Dung Lê em tìm được một con da dày. Nó có hai loại, một loại dày, một loại mỏng. Một loại mỏng chuyên chị làm cho những chị ngực cao. Còn dày thì nó sẽ là kèm cả lưng nữa, dành cho những chị nào mà khuôn ngực kiểu là thâm thấp. Hoặc là chị em mình đã sinh nở xong, kiểu vậy. Áo con hả em, chị một đúc lá 36 da. Đúc lá size 36 da còn không anh ơi? Cho chị Châu Nguyễn một con. Cho em xin lại hai con đấy không? Đây Châu Nguyễn vào xong mua cho em màu này đi, màu kia hết rồi. Da đây. Còn không? Đây là áo cúp ạ. Hàng mới em ủ xong rồi đợi rét em nai quá chị cho sướng. 59.000 chị đào vào sau đen em cũng còn 38. Ừ. Không chị Phương Mai bộ đen chỉ có sách lách thôi. Chỉ có 3 bộ sách lách thôi. Không có đen đâu các chị ạ. Da này chị Châu Nguyễn lấy con này ở. Ok để giúp em. 3 màu có lâu nữa này. 36 và 38. Có cả lâu nhá. 36 và 38 em sale vào 59.000 đi biếm hết. Chị Phương Mai bộ đấy không có đen. Con đen, con đen chị em, con chị em đã bán hết rồi. Không có đen thì lấy. Thật ra cái này mặc bên trong mặc màu nào cũng đẹp được các chị. Em sale rẻ có giá 45.000 này. Cho chị Vân Vũ một con này nữa 45.000. Hả? Đen chỉ có sắp mắt thôi. Hôm nay không có đen. Có tay có đen thì các chị mua mỏng nhá. Mọi người bây giờ các chị mua giờ này nó cũng bị hết size đây này. Cúp đen 34 cho bạn Lê Phương Thảo. Lê Phương Thảo có đơn đấy. Chị nào không mua được da mua sang đen thôi em có không?
cái con mẹ, cái con bán áo con này. Em thù con ấy từ đợt đấy đến giờ luôn. Em đã bảo em đóng lại giày và đóng cho em lại mỏng. Con bé ở đấy đấy. Cái mỏng này có phải ai đóng mặt được đâu. Nên, à sao mà em nói nó còn cãi em. Nó còn bầu chứ. Bọn nó gửi tao như nào, tao gửi mày như thế. Bỏ cái tông môn nhà mày. Mày nói câu chuyện thế là lần sau á. Mày có bắn rời bắn bụt không là tao ngó ngàng cái mày luôn. Cho chị Lê Phương Thảo. Bạn Nguyễn Phương Thảo, đơn em lấy Tân Tiến không cần gọi, ok em. Đóng cho mình mấy con mỏng này không phải là chị nào cũng bận được. Đây da gón đấy. Da 38 còn đấy. Tôi thu mã. Cúp, cúp đen đệm dày. Còn mắt em còn ấy chị lượng vũ lương ấy, có lấy báo em. Còn mà em không bán cho mọi người mỏng đâu, mọi người yên tâm. Em thôi ấy, con đấy là để em nhập nhá. Nói chung là làm sao nhở. Con đấy nó lừa em ấy. Các chị tưởng là đi buôn không bị lừa. Đấy lúc bị bọn nó lừa. Đây à. Em cho mọi người xem. Em chết được, em chết mã lại anh được. Em lỗ mấy triệu mã này luôn ấy. Nhưng mà em bán cho các chị về. Các chị bán cho mọi người có mấy chục nghìn thôi. Nhưng mà về các chị gọi là gọi tên em gọi là trong đêm luôn. Vì là nhá, em nói thật là ngực nhá, đúng nếu mà ngực làm hoặc là ngực cao thì mặc được. Trước ngực bình thường không chơi được. Vì nó mỏng. Đó, vì nó mỏng. Con này em nhập vào nó rơi ở khoảng tầm 50 mấy một con rồi đấy. Mà cái chuyến đấy em đóng của nó là 100 con mã này. Đấy. Riêng từ đấy là chị đã mua cúp đấy, không đóng cho con này đâu. Em phải sờ nó dày em mới đóng các chị nhá. Em phải sờ dày mới đóng. Các chị mua là yên tâm, em không đóng cho chị nào con mỏng cả. Nên chị nào lấy thì báo em. Bán cho mọi người mấy chục thôi. Nhưng về các chị không mặc được, các chị sờ thấy nó mỏng nên các chị gọi tên em trong đêm ngay, khẩn trương ấy chứ. Em mặc dù nó lừa em nhưng em có dám lừa lại các chị đâu. Em nói thật mọi người, buôn bán cái gì cũng thế, lừa nhau không nên lừa nhau như thế. Lừa cái gì gọi là bọn một khi mà đã lừa đào hẳn phải lừa như con gì, con Ala Bắc Giang á chị ạ. Đấy, lừa tiền tỷ, lừa gọi là lừa tiền trăm củ, lừa gì mấy chục nghìn, nên là em cứ thành thật với các chị là mỏng em không đóng. Con này là đợt đấy nó lừa em ấy, em gọi một chuyến đầu tiên nó đóng cho em ngon lành. Đến lúc nó hết size thì nó đóng cho em con mỏng. Xong nó còn kêu là bọn nó đóng cho chị như thế, chị không biết chị đóng cho em. Trời ơi thôi. Riêng chị buôn bán ở đấy lần sau thì chị có bắn vàng em cũng được mua luôn. Nhiều pha nó lừa chứ các chị. Ba tư ở đang thấy toàn 38 này. Hết rồi chị ơi, 34 dày hết rồi. Còn toàn 36, 38 34 hết, 34 cúp hết nhé. Còn toàn 36, 38 rồi. Em đang thấy sợ toàn 36, 38 rồi. Hết 34 rồi. Ba tư còn nhưng mỏng. Cái này để sang năm em bán siêu rẻ cho mấy cái chị mà chị kiểu ngực to ấy. Mỏng lắm, không làm được. Hết, chỉ nguyên ngày mai không được, chỉ vũ nữa không được. Em chỉ còn 36 và 38 rồi. Hết, nhá. Hết. Thu mã, để xem hàng cho mọi người mã gì là nhỉ. Chỉ là mua thảm thì báo em lốt. Chắc còn vài cân nữa mà cũng hết. Vì hôm nay thấy mọi người ấn cũng nhiều thảm lắm. Đóng hết là một túi ấy chị.
áo co đóng riêng mà áo cúc đóng riêng, em đóng cái đấy áo cúc áo co đừng đóng. Nay gì cũng buồn. Đây nha. Còn là ba cái áo này tặng nó chị. Vừa con áo màu. Rồi ra con đấy á. Vâng. Con này nó hơi bị quẹt bẩn một tí. Chị tên tiếng Trung em để chị 50.000 vì chị giặt hộ em nhé. Cái này giặt là hết. Cho chị tên tiếng Trung ấy cộng 50.000. Cái đấy giặt hộ em nó bị quẹt. Giặt là hết. Có ba con áo mùa hè tặng lớp mọi người. Nhưng bây giờ em cứ kiếm được cái gì này là mã em sale cho mọi người. Chứ tầm này lên mã mới thì các chị không chốt được. Cái quan trọng là nhiều chị bảo mẹ em nói quan trọng là chị mua đồ đông chị vẫn chưa mặc được. Thế là cũng chả biết làm sao luôn. Nhưng các chị cứ yên tâm là kiểu gì cũng tiếc. Chỉ có bọn em chết thôi. Chứ còn các chị vẫn cứ sướng mà. Vì mua được siêu rẻ luôn rồi. Đây em còn 3 con áo lâu. Chị là lấy mã nó bấm nhanh cho em mã 45 nhá. Sale cho mọi người 45.000. Lỗ cả vốn luôn này này. Nhá ok chưa. Chỉ có màu này thôi. 40 cân đến cỡ khoảng tầm 55 cân đẹp nhất mọi người nhá. Và 1m55 quay đầu đẹp. Còn 1m60 là xác định cọc. Chị là người nhỏ nhỏ thì mua giúp em. Ấn cho em mã là 45 hoặc là ấn là lâu rồi được. 45.000 đó chị ạ. Siêu rẻ luôn rồi. Chất đẹp lắm nha. Con này chất đẹp lắm. 45.000 mà sale bản áo polo đấy. Hàng siêu đẹp. Đấy con này ấn hết rồi. Ấn hết rồi đấy. Anh em đóng nốt mấy con áo con. Áo con đây còn mấy cái không? Bộ đóng nốt mấy con áo con này. Đấy, chị đang lấy được con này thì bấm giúp em 45.000. Chưa giờ có giá này đâu. Tặng nốt mọi người. Siêu rẻ luôn rồi. Với chị Bàn Tuyết, 45 với chị Diệp Lê. Lên áo gió, tạm mang chị lên áo gió từ hôm qua đến giờ rồi. Lâu rồi đơn thuần thủy tung. Thật ra em ở trong cái tương thế là như thế này. Không lên like thì buồn. Mà lên like thì không biết là bán gì cho mọi người chốt. Mà nhà em đã bán cộng lãi suất siêu rẻ. Các chị tính thử xem cộng lãi suất có 15-20 nghìn. Mà bán rẻ hơn nữa thì bán lỗ vốn. Thì nhà em tầm này nếu bán lỗ vốn tầm này đó thì nó lại hơi buồn cười đó chị ạ. Vì nó còn chưa vào vụ thì cũng không thể chơi được các chị ạ. Đấy. Vì có những mã ví dụ hôm qua em bán len cho mọi người nhớ hôm qua chị đã xem bán len ngày hôm qua ấy. Bộ lam tuần này không lên đâu chị ơi. Bộ lam, à bộ lam hè lên rồi. Đem lên lại cho. Đợt đầu vụ em bán cho mọi người áo em 165.000. Cái áo hôm qua em bán cho mọi người 101 nhá. Đẹp không khác gì luôn. 165.000. Cái đợt trước lạnh lạnh chốt như vũ mão ngày hôm qua 101. Ế giờ già thì hỏi bác sĩ rằng không muốn bán. Bán như thế thì không thể bán được. Nên là không biết là bán cái gì luôn. Bộ lam đây. Có tay bây giờ có màu xanh đậm. Có màu ghi. Nhưng size bây giờ em nhận cơ khoảng từ tầm còn ít không? 65 cân hất lên đến 85 cân nhá.
có tay thì còn hai. Đây đây, ở đây có một bộ ít rồi. Đấy. Và có màu xanh ngọc còn không? Có tay xanh ngọc còn XL và 3XL nữa. Hello Đỗ Nhung. Rồi. À, đây nhá, còn đâu là bộ ba lỗ này. Ba lỗ xanh ngọc. Nói chung là xanh ngọc ba lỗ hết M, còn nó đủ các size. Xanh than ba lỗ. Cất đi rồi. Nói chung là các chị thích trồng bao nhiêu cân để ấn nhá. 75.000 các chị ạ. 75.000 siêu rẻ đấy các chị ơi. Bà nào mà cứ đợi mua đen thì thôi, em nói thật là sang năm mua chồng rồi chứ năm nay không có đen. Hết rồi. Và sang năm thì chốt cho em rẻ nhất phải là 150.000. Ít nhất là phải 150.000. 150.000 đấy là đợt những đợt over sale thôi, còn đâu mua thì không bao giờ có giá 150.000 rồi. Vì nó quá rẻ, 75.000. Ok chưa? Có chị nào nhắn nhủ thì em nhắn đi các chị ơi, nghỉ thôi chứ em không ai nữa rồi. Sang tuần nữa tình hình vẫn nóng thì nhà em sẽ là chuyển phương án. Không chơi nữa, không chiến nữa. Sẽ là rửa tay các kiếm. Ủa em thề luôn chứ cuối tuần em về một lô len siêu đẹp, lô len điệu. Nhưng mà like mà khách mà tiếc tiền chưa mua thì khách cứ để tiền ăn quà thôi đã. Bao giờ ghé để khách mua giúp em. Chứ cuối tuần em về mấy cái bao len liệu chưa đẹp luôn. Chị ơi, để lại em hai bộ vi với bộ xanh có tay. 69 cân còn không? Còn đúng không? Ờ. Xanh vừa thế em rồi. Chị để em một con áo giống màu hồng. Phạm Hằng ơi, áo giống màu hồng em bao nhiêu cân ở Phạm Hồng? À Phạm Hằng, em bao nhiêu cân nữa? Chị xin cân nặng vì áo có sai mà em. Áo màu hồng thì chỉ còn size L đấy. Áo màu hồng thì chỉ còn size L thôi. Size L đẹp nhất nhé, sẽ là từ tầm 49 cân đến 55 cân thì em mặc đẹp. Cho xem bộ đằng sau. Em 47 cân thì chị sẽ mặc hơn rộng tí em ạ. Rồi, làm. Ninh Ninh, để bộ ghi 65 cân. Được. Đây, chị Linh Ninh, chị Linh Ninh lấy bộ ghi này đúng không? Bộ ghi có tay đúng không? 65 cân chồng chị vừa bộ này này. 65 cân thì vừa lò. XL vẫn vừa. XL cũng vừa. Ờ, chị Ly Vũ hôm nay không phải là muốn hôm nay quần nên là em hôm nay quần chị ơi. Chị Ly Vũ ạ, hôm nào like quần thì nhà em sẽ like quần riêng một cái ca like đấy là like quần cơ. Ừ ok Phạm Hằng, cho bạn ấy, nói chung là nó không rộng nhiều đâu em nhá. Chị Ly Vũ lấy bộ này, à chị Linh Linh lấy bộ là bộ có tay đúng không hay là lấy bộ sát lách báo là em nào. Lấy bộ sát lách hay bộ có tay vì hôm nay em có hai mã. Phế em là lấy bộ có tay, ừ phế em lấy bộ có tay rồi. Phến em lấy bộ có tay rồi. Phến em là có bộ có tay. Đấy, đưa phến em cho chị cậu chia luôn. Đấy, em ơi bộ đằng sau đây. Ờ em lấy có tay đây cho bạn Ninh Ninh cái bộ này luôn này. Chồng bạn 65 cân còn đúng bộ này thôi. Xanh ngọc còn có tay còn size to không anh này? Xanh ngọc có to, xanh ngọc có tay còn size 3X không? Rồi cho chị Phương Nguyễn Yến. Tám năm cân cho chị 3X mặc cho thoải mái rộng rãi. Ok chưa? Đây bộ lần sau nhé mọi người. Nói chung là chị nào mua lốt thì ấn nhanh giúp em. Xanh này bên ngoài nó cũng đẹp lắm, thề luôn trên like các chị cứ nhìn nó là các chị không chốt bộ này màu này ấy. Không nhớ kén màu này chứ màu này bên ngoài đẹp lắm các chị ạ. Xanh này sẽ là xanh than thôi em nhá. Chị ơi, 52 cân. 52 cân chị mua cho em màu này bây giờ còn size M. Hoặc là chị mua cho em ba lỗ thì còn size M. Nhá. Đọc comment đi ơ. Thế em đọc cũng vậy mà anh đọc cũng vậy. Đưa anh lên xem nào. Đọc comment của khách mà vẫn không biết anh đấy.
Bạn nên lấy bộ ghi và bộ xanh, xanh xanh đậm bên này. Có tay nha. Ừ, bạn này là đơn của bạn ấy đổi nhá. Và làm cho bạn ấy một bộ xanh đậm nữa. Áo gió xanh trời. Xanh trời chỉ còn đúng một cái màu mờ thôi em ạ. Phương Thảo 52 cân vừa màu xanh đậm chị ở Uyên Nguyễn nhá. Đây là hàng xá cho chị Thủy Chu á. Nói chung là hàng xá bây giờ thì sao nhỉ, tính sao nhỉ. Xà hè thì nhà chị hết rồi đấy. Còn một ít đấy. Còn toàn S là chị không muốn lên. Vì S có phải bà nào cũng chốt được đâu. Mà hàng đông tầm này thì không ai xà cả. Vì nhà chị đã bán siêu rẻ rồi. Hôm qua có cái mã bomber mà chị lên thử cho mọi người 99.000 mà mọi người không chốt là. Hôm nay chị cũng không muốn nội là làm lại mã đấy nữa. Nói thật với mọi người là chỉ cần chạm với S thôi là các chị sẽ mua giá thành, sẽ không bao giờ có giá ấy luôn. Đồng nghĩa về các chị ơi. Nha, một tháng thôi Trung Quốc nghỉ rồi. Trong vòng 1 tháng nữa các chị không mua nhanh thì đúng 1 tháng sau không có gì cả. Tức là em cứ đợi Z em bán cho mọi người sướng. Cuối tuần này em sẽ về 3 bao len điệu. Đẹp ơi đẹp luôn. Nó đẹp giống, nó đẹp y như cái dàn len mà em bán cho mọi người len điệu. Hôm đó tất cả những chị mà mua là áo len của nhà em mà với dàn là 129.000 á. Nó đẹp như thế luôn, nhiều lắm. Nhưng có vấn đề là các chị có mua được không để like đây. Vì mấy hôm lên like không hiểu là như kiểu là nóng ấy các chị ơi. Ế lắm, em nói thật là ế lắm. Nên là gọi là cứ mời chào nhá. Hôm qua em làm em nghĩ rồi, chỉ là mà hôm nay mà chưa vào đầu line ấy, em tâm sự luôn đấy. Là em ngồi em nghĩ ấy, tại sao mình lại bán rẻ khách không mua thế, thì mình cái chiến thuật của mình đang sai rồi. Đôi khi mọi người bán rẻ mà không bán được hàng, đôi khi nó là một cái điều gọi là thất bại ấy các chị ạ nhá. Thì tốt nhất mình phải thay đổi phương án. Có nghĩa là đang nóng này em không mời chào các chị mua mãi mãi nữa. Bao giờ đợi chạm dép tí em để cho các chị mua. Vì sao ạ? Tại khách hàng của nhà mình ở quanh đây các chị vẫn là cái kiểu là lướt chạm đến chân mọi người mới nhảy, lúc đấy các chị mới mua. Nên là tốt nhất nhá. Đợi bao giờ mà chị Nguyễn Nhật Minh. Cái gì? Chị Nguyễn Nhật Minh cái gì đấy? Đổi cái gì các chị phải mang qua quán cho em đổi đi. Các chị cứ không mang hàng, hôm nay em đã bảo rồi là các chị mang hết hàng ra đổi của em với, mang đưa hàng đổi cho em để em bán cho khách đi. Các chị chả mang cả, các chị cứ bắt em đổi cái nọ sang cái kia cái gì đây. Hôm nay em gọi mọi người rồi đấy. Chị ơi em đổi bộ ghi size 2X lấy X hôm qua được không à? Chị Nguyễn Nhật Minh, hàng em vẫn ở chỗ chị ấy. Chồng chị bao nhiêu cân mà lại lấy size XL hả chị Nguyễn Nhật Minh ơi? Bộ ghi size X em hết nhá. Chị Nguyễn Nhật Minh nếu không lấy bộ đấy thì bảo em để em bỏ ra em bán cho chị khác nhá. Bộ lam xanh có tay 55 cân, chị Trần Diêm. 55 cân làm size M chị Trần Diêm thôi. Trời ơi 72 cân chồng chị mặc làm sao được XL hả chị Nguyễn Nhật Minh ơi? XN em chỉ làm cho những anh cơ khoảng tầm 70 cân quay đầu thôi. Có lắm anh mà anh ấy cao, anh ấy lên 70 cân mà cao quá là nhà em đã phải làm 2X rồi đấy. Bà Nguyễn Nhật Minh là hôm qua mình làm cho bà em bộ 2X ấy. Mà hôm nay cứ đòi đổi X thôi mà 72 cân mà. 72 cân không mặc được XL đâu chị ạ. Nếu chị không thích thì chị bảo em để em bỏ ra em làm cho chị khác cũng được. Vì em còn đang hết 2XL ở đây. Em nay thảm rồi chị Trang Quỳnh Hương ơi. 72 cân cơ mà, chứ có phải là ví dụ chị bảo là chồng chị 62 cân em làm chồng chị 2XL cơ. 55 cân là M thôi. Ok chị yên tâm, anh về mặc cho mà xem. Nó vừa khin luôn ấy, nó không có rộng đâu, 72 cân cơ mà. Bà nào mà ngày hôm nay không bảo em là đổi gì đi, xong rồi 3 hôm nữa bố em đổi thì không có hàng đâu mà đổi các chị ạ. Em
Hả? Xả hoàn toàn mấy cái bé bé tí á. Tonet to quá chị muốn hết rồi nữa. Thế thì thôi, chị đào hết thì bắt buộc phải trả lại tiền chứ biết sao. Mai thứ 7 nha anh em. À, năm 22 hôm nay rồi trẻ con đi cho đổi phong thủy đó chị. Không, chị không xả đâu. Xả rẻ như cho ấy. Tiếc. Mấy này à, nhặt hết cái đẹp mà ngoại cái bọn thu mua thanh lý nó không mua. Hôm loại chị xả đầy đỗ nhung. Ép là váy, vó, giữ xếp điểu rồi đấy. Hoặc là sang năm tặng cho các chị đầu vũ cho các chị sướng mua. Chứ tầm này rẻ như cho ấy, các chị còn kén thì thôi. Nhiều bà ấy, hôm loại ấy, hôm qua có cái chị mà chị vào chị bảo em ấy. Đó, chị ấy đòi cái gì đổi gì ấy, cái áo xáo 40. Cái đấy là hàng kiểu là hàng von cáp của em ấy. Em thề luôn, áo điệu trễ vai von cáp chê là chất mỏng 40.000, 30 hay sao ấy. Mà em vẫn bị gọi tên luôn thì đúng thật là em hãi không dám xả. Vì có 30-40 mà em vẫn bị gọi tên thì thực sự luôn đó chị, em cầm 30-40 em cũng không thấy vui. Xong rồi khách tầm này còn mặc cả nữa, mặc cả thực sự luôn thì em cũng chẳng thấy vui, em cũng không muốn bán. Xả cái kiểu tầm mà nửa vời em mệt lắm á chị. Xem lại đơn hôm nay, chị Diệu Lành Ngô đơn mai có người gọi điện chốt, chị hỏi thoải mái nhé. Tầm này đơn nó ra rồi các bạn ấy tìm đơn lố mắt luôn. Xả chị Hoài Thu vào muộn, áo con em xả xong xuôi đấy. Chị Hoài Thu hôm nay vào muộn này, áo con em xả xong xuôi đấy. Áo con em xả xong xuôi hết rồi. Còn tàn hàng đông đẹp lắm. Không bán nó, không bán loại này còn loại khác mua mà em. Không bán cái gì? Chị Nguyễn lại bảo gì đây? Không bán cái gì? Là sao chị Nguyễn lại viết tắt em không hiểu đâu. Không bán loại này còn loại khác mua mà em. Là sao chị Nguyễn lại? À không bán loại này còn loại khác mua ấy. Thì toàn hàng đông á, bây giờ còn hàng hè đâu. Toàn hàng đông á, các chị mua hàng đông. Các chị có mua hàng đông không? Mấy hôm nay hàng đông đấy ế mà. Vì nóng mà các chị ơi, thật sự là nóng. Em sẽ hôm nay em với cái Giang chỉ có nói ngồi chơi nói chuyện nhau ấy. Em bảo Giang ơi, bây giờ mày có mua quần áo hàng đông? Giang bảo là không, em mua đầy rồi ấy. Nhà mình em lấy đầy rồi ấy, em đợi rét em lấy tiếp. Giờ mới làm về. Thế có buồn thật. Tại khách hàng của em thì hầu như chị là xem năm nay cách đây. Em bán đồ đông từ cách đây cơ khoảng tầm 3 tháng rồi. Các chị đã mua hết đồ đông rồi, giờ chỉ đợi rét thôi các chị ơi. Giờ mới là mày ơ, xả rồi. Hoài Thu mặc áo con size bao nhiêu? Chỉ còn cái mã này còn 36, 38, em mặc sao bao nhiêu? Không, nhưng nó còn toàn S bé lắm chị ơi. Cái mã S đấy còn có mấy vài con váy là em cũng nai thông 3 hôm rồi thôi. Vấn đề là các chị không có hiểu ấy. Này nó là như thế này. Nếu mà để sở hết một cái bao hàng ra mà khách chốt được có 3 con thì khổ thân nhà em lắm luôn đó chị ạ. Xong rồi lại gấp hàng bán xong phải gấp hẳn hoi vào mã nào vào mã đấy, xong rồi buộc hàng vào chứ không có vỏ vo viên cất đi được các chị ạ. Nên là nếu mà xác định mà dở một cái bọc hàng nào ra bán là phải bán được, không gọi là không được hết cái bọc đấy thì cũng phải bán được tương đối, chứ còn để mà cứ mà bóc ra bóc vào hết thì nó mệt lắm chị Nguyễn vậy ạ. Thế là cái bọc hàng đấy nhà em đã bóc nhá. Chị nào hay xem thì thấy có tầm 3 hay 4 hôm thì nhà em đang chim đến tận 12 giờ đêm luôn. Thế em xin phép mọi người là hôm nay sẽ không xả nữa. Size 36 chị ạ. Đợi đến hôm nào mọi người kiểu là sao nhỉ, đông đông hoặc là máu mua tí thì like.
Chứ mấy hôm em xả cũng có chị Nguyễn Huệ thầy, chị Nguyễn Huệ có chốt đâu. Hôm nay lại bắt em xả lại mấy mã đấy đấy thì có mà mua củ tây. 36 hả? Đúng rồi, năm nay năm ngoái lạnh rồi, năm nay tối vẫn còn nằm điều. Tối các bạn còn nằm điều hòa đây. Năm nay không phải một mình em kêu mà chúng nó cũng kêu như vạc. Có năm đứa nó khóc trong lòng nhưng không nói ra đấy các chị. Vẫn cứ tỏ vẻ là đắt hàng nhưng thực ra là ế chuông ấy các chị ơi. Em thì ế, em cứ kêu ế thật. Ế thật. Vì nói thật với các chị bình thường chưa có năm nào như may luôn. Quay đi quẩn lại nhá, là còn 7 hay 8 ấy, chủ nhật cũng là Tết rồi mà chưa thấy lạnh đâu cả. À 8 hả? Có bạn nào mà đi ngủ giờ này vẫn không bật quạt thì em đến lại luôn. Như ít nhất tối thiểu phải bật quạt, năng nóng cháy mỡ đây này. Đây bận bán hàng chán lắm. 36 à? Có độ, toàn độ này, đúc bàn tay. Hôm nay chị sale mã này là 59 nghìn này. Nó còn nâu, 36. Vậy các chị mua hết rồi đấy. Da 36 59 nhỉ nhá. Cái này là hàng xịn sò. Gọi là xịn sò con bò luôn. Bình thường mua phải trăm mấy mới được cái quả này luôn ấy. Thấy thôi, có hai màu 36 luôn, đen hết rồi. Đấy, đây chị Nguyễn Huệ. Bà Nguyễn Huệ rất buồn cười luôn. Đấy là chị nghe chị Nguyễn Huệ bảo em này, có nhiều váy đẹp muốn mua chốt mà size bé quá mà tiếc. Đấy, thế xong bây giờ bà bảo em là cứ nai đi. Thế nai bây giờ còn toàn S, chị có mua được không mà chị bắt em nai. Khổ, em mà biết khách chốt được thì em nai ngay, em để làm gì đó chị ơi. Em đã chị rẻ như cho ai, vấn đề là có mua được đâu vì nó toàn S thôi. Em khổ lắm. Thế bà Nguyễn Huệ cứ bổ nai nai, đứng nói một mình xong tí là chồng em đêm lại chửi cho. Vì cái tội này mẹ bắt bóc ông bóc ra xong bắt ông mẹ đóng vào. Mà toàn én thôi. Hôm đó đã nai rồi thôi. Nai 3 hôm các chị mua hết to rồi. Nói thật là các chị mua hết to rồi là còn muốn én rồi. Lâu 36 cho chị Mai Yến. Còn đem 36 không chị? À đây đen 36 thì chị còn lá. Mà cái mã này thì chị hết. Đây Trần Quang Minh có màu lâu và màu da chị ơi. Em không hiểu là cái biểu tượng là 36 trên 80 là gì đâu nhá. Cái áo con này của em này em bán chuẩn size đấy, cứ chốt chuẩn size giúp em nhá. Lâu 36 cho chị Trang Quỳnh Hương, 59 nghìn. Đó là hàng đẹp, hàng VIP ấy mọi người, không phải là hàng vớ vẩn đâu. Hôm em rảnh không có việc gì làm em đi sờ vào con các chị đấy. Em có nói thật là em ế, em rảnh quá là em xéo con. Cái gì đây? Đen á. Đen còn lá nhở. Đây, đen chỉ còn lá thôi. Đúc lá, chờ chị tí xem anh vất đâu rồi. Đây, lá chị xéo có 55 nghìn thôi. Đây nhá, con vừa lấy là 59 em nhá. Nói chung là chất lượng nó chẳng khác gì nhau, easy. Đấy, lấy cái này thì ấn cho chị là đen. Đen 36 đấy. Con này 55 thì nó chất lượng giống y nhau. Có lại lào vài đúc. Chị hỏi thôi. Chị hỏi câu nữa là em đi ngủ đấy. Em thề luôn, em đang nai hai cái loại này là đúc. Thế này của bà này bà hỏi là có loại lào vài không đúc không. Này là đúc, không có loại là không đúc cả. Em bảo là không, em chỉ có hai loại này thôi. Loại đúc là mặc sướng nhất trên đời rồi. Nãy có đi hỏi loại không đúc nữa. Đang bảo là nay hôm nay là sale đúc thôi. Đen 36 chị Trần Quang Minh này. Loại vải mua làm gì cho mặc cho nó chán đời ra. Đúc xịn xó này không mua. 36 chị Trần Quang Minh. 36 á, 36 em còn mùa này. 36 còn lâu 59 nhá. Chị nào mà mặc áo con sẽ biết là đúc là cái thể loại mặc sướng nhất trên đời rồi, mua làm gì vải. Con này nó không gọng, mặc áo gọng lâu ngày nhá, đa số nó sẽ bị lòi cái này lên và nó hích vào người các chị rất là đau luôn, hoặc là rất là khó chịu luôn. Cái này nhá, nó tạo đường viền gọng là đúc luôn. Mặc không sướng, không gọi là không tính tiền của bà nào hết. Riêng ngày hôm nay các chị ơi, tri ân mọi người nhá. Thật sự luôn là rảnh quá mà đi xem áo con luôn ấy. Chứ các chị ơi, thử xem nhá, ở đâu bán con này 60 nghìn và cái con đúc lá phải bán 55 nghìn. Đây, 36 sẽ là màu này chị nhỉ.
Đây chị Trang Quỳnh Hương này, 36 sẽ có màu da và màu lâu. Chị lấy con nào chị ấn giúp em, con này mã là 59 nhá. Da, bà Hoài Thu đã thích chưa để chốt. Nó đẹp như thế này hỏi vải làm gì cho nó mệt ra. Con này không mặc thì mặc con nào nữa, đừng hỏi vải, vải không đẹp. Con này là hàng xịn khó mà chơi. Mua hẳn con này mà mặc. Da 36 như còn 4 con đây. Trinh Nguyễn đơn của em về Tân Tiến không cần gọi, ok Trinh Nguyễn chị cảm ơn. Đấy, chị nào lấy nữa thì lấy em nghỉ các chị ơi. Lại nghỉ thôi, lại ẩn thôi. Ẩn gọi là nếu bao giờ đông gọi là đến thì lại gọi là tính tiếp. Cho chị con màu da 36. Em còn mãn chị ạ, em sợ em hết. Chỉ còn 38 hay sao ấy. Lai cho em xem thảm á. Còn 38 hay sao ấy. Hết rồi. Em có hai túi to đùng quá, chỉ mua hết luôn. Đến siêu rẻ quá. Bây giờ 36 chỉ có một lâu chị mua. Giờ 36 chỉ có một lâu chị mua, em hết sang. Ờ mà nó lời sướng mà. 36 đen, Mai Yến có 36 đen chưa? Đen em còn 36 hay 38 ạ? Mai Yến có nâu 36 thôi. Chưa có đen 36 à? Thế à? Chị mày nói. Đây Mai Yến cộng mã 55 này. Cộng 55.000. Đen có 36. Để bởi phân cầu mét 85. Để xem. Tổng đen 2 cái. Kiểm tra đôi chị quần Trần Công Minh nhé. Trần Công Minh có một quần. Chị cho em một cái đen. Cao hết cửa. Mét 85. 7 cân. Chị Trần Quang Minh em hết màu da 36 rồi. Chị Trần Quang Minh em hết màu da 36 rồi. Chị lấy màu lâu 36, không màu lâu cũng đẹp mà. Đen, chị lấy đen. Ở đây, chị lấy đen á. À đây, đen 36 đây. Đây đây, da 36 thấy còn một con đây. Bốn con rồi, đây. Đen thì làm cho là đen cộng 55 nhá, làm mã lá. Kéo còn sao đây. Đăng hết đây này. Cái áo con này liên quan đến sai số nữa vậy, đau đầu luôn. Có cái mã này xịn em mới làm cho mọi người ấy, chứ áo con là từ lâu em cũng hãi rồi. Làm sai số đau đầu lắm chị ạ. Hết. Đen 36 hết rồi. Em ạ. Đây có con cuối cùng con. Da 36 chị ơi, cho chị An An. Chị An An có số điện thoại chưa? Cái bà Anali này rất rách việc luôn ấy. Chờ cái chị nào đòi chị. Hôm nay các chị đang thương chị là chị ế. Chả chị nào gọi là đòi chị luôn. Mà mày không được nhận quà nhà chị đến 10 lần thì có mà cứ đâm chặt đầu chị đi. Con Anali từ lễ nó cứ đòi quà từ lễ bây giờ thôi. Chưa chị nào mai em hẹn tặng quà mọi người. Mai em sẽ là tặng quà bù cho mọi người Gala ngày mai. Hôm nay tầm này tặng cũng tặng cho ai nữa ở em. Tầm này bên này em xem mấy con 11 chị. Bên này còn 25 chị tặng nhau cái lúc đông. Hỏi nhau mọi người mấy cái bà bá chia sẻ được thì giờ này bà thoát hết like rồi. Bà có biết là bà nhận được quà không? Con này nó cứ léo nhéo tặng quà từ lễ đến giờ luôn. Da 36 cho Ngọc An. Đúc lá đen 36 chị Long Mai em hết rồi đâu. 36 đen em hết rồi. 36 lâu chị Long Mai. Mà không phải, có nghĩa là như thế này nhá. Quà tặng thì cũng được thôi. Nhưng mà đang ế gọi là dài ở cổ đang chán đời đây. Là cái thứ nhất, lâu cho Long Mai. Cho con da nữa. Giang. Mà vấn đề ở đây là gì? Không ai bán quên mất là giữa nay nếu tặng thì phải tặng luôn. Có gì mai tặng bù có sao đâu. Mà con Anani nó được nhận quà tặng nhà mình bao nhiêu lần rồi chứ có phải là không đâu. Có phải là nó chia sẻ là không bao giờ nó được nhận tặng đâu. Đây da 36 có một con này.
cho bạn An A này 36 này, mã này là mã 59 này. Xin chào em chị Hồng Bùi, xin chào chị Hồng Bùi. Chị Nan Vũ này. Còn đen 3659 không? Đen 3659 chị hết từ lẫy rồi. Các chị mua hết rồi. Bây giờ đen thì như chị chỉ còn size 38. 38. Bạn nào mà xem live mà cứ hay lằng nhằng quá là sao em cũng hãi luôn ấy. Ở bên nhà em kích mấy chị ra đấy. Có mấy cái bạn mà hay hỏi em ấy, hay kiểu là cứ hỏi lắm nhưng không bao giờ chốt được ấy. Xong rồi chốt toàn cái gì nhỉ? Toàn chốt là mấy cái mã săn xả của em, xong rồi là bỏ cái đơn của em này, em bỏ cái giang kích rồi đấy. Em ế thì ế thật các chị ạ, nhưng em bán hàng có liêm sỉ lắm. Bà nào mà lằng nhằng quá là em hãi cực kỳ luôn. Quà tặng mai em tặng các chị gấp đôi luôn. Kể cả mai em sẽ kiếm được một mã em tặng không đồng cho các chị được sướng luôn. Riêng vấn đề quà tặng của em thì chắc là like từ cái hồi like giờ hôm nay có mốt hôm nay là không tặng quà. Hôm nay đang chán đời dã man này. Đen 36 chị hết. Bây giờ chị không còn đen 36 nào. Chị Hồng Bùi vào muộn thế. Áo gió màu xanh ngọc còn mờ. Còn, chị Lê Thu ơi còn mờ. Áo gió xanh ngọc em còn mờ, chị Lê Thu lấy không? Còn muỗn con ấy, còn muỗn con xanh mờ lấy đi báo. Mai thích mùi quá không đồng đi chơi. Hay để Mai đi ra hàng trẻ con thì mình đấy. Vấn đề sợ lắm đó, để chị xanh cho con. Còn toàn 36, 38 rồi. Áo gió đằng sau là 109.000 nhá. Chị nào lấy thì báo em. Dạ khoảng 38 thôi. Cho em một cái size M cho bạn Lê Thu lốt con xanh ngọc size M. Xanh ngọc size M ở dưới còn không? Đây Tấn rút cho bạn luôn con này hết rồi. Còn chi tiết con đấy 101. Quá rẻ luôn. Ok chị Hoài Thu. Chị nào không cần gọi điện lấy đơn báo em mọi người ơi. Tôi nghỉ nha các chị ơi. Mai khả năng lên trẻ con đó các chị, vì trẻ con em nhiều lắm rồi. Mai thử hôm trẻ con xem nó có đổi gió cho các chị có xung mua được cho trẻ con không. Trẻ con thì cứ mua ủ dần đấy, bao giờ rét cái này mặc cho con. Bộ biết các thứ nhiều lắm. Áo chị đang cầm là hôm nay chị sale 59.000. Nguyễn Thị Hương, nhưng mà vấn đề là mày mặc size gì, xem có còn không. Vì các chị em mua đây còn còn từng đây. Còn từng đây là hết rồi. Chị là mua lốt cho áo con cho em xem đi ngủ đi. Chín cân con em mấy tuổi? 9 cân mà cơ khoảng tầm hơn tuổi thì chốt được. Em mặc size 36. Cho chị áo ngực size 36. Đang mua em mua ấy. Đây, em cho chị với lại các bạn Hương kia xem luôn. Size 36 nó có hai màu này. Hai chị em thớt màu nào thì bảo em nốt thì em làm nốt rồi em đi dấp. Em còn chưa sửa bát thôi. Em đi sửa bát cho sớm rồi đi ngủ với các chị. Nó đã ế thì cày kéo kiểu gì nó vẫn đấy thôi. Hết. Em nghĩ ngay là hôm nay chị có này áo con đấy, những kiểu mà các chị mặc chiến được luôn này, các chị chiến. Đó. À sáu cũng một lâu. Năm chín nghìn. Đây nhá, 36 còn mũi một lâu đây. Hai chị em có mua thì mua. Áo vàng treo đằng sau sẽ là 109 chị Huế Nguyễn ạ. Đó, màu lâu nhá. Có mẫu con này 59.000. Phạm Hằng đơn ship ở đâu không biết. Ừ, chị cứ ghi mà cho em để cho cái giang đi chứ chị chẳng biết là em ship ở đâu đâu.
Cái ship này thì bản giao bạn em biết thì chị chịu chết. Vì nó làm cốt mới nó làm ship. Áo vàng treo đằng sau sẽ là 109.000. Nhưng em có mỗi size L thôi, chị Huế Nguyễn ạ, hết sạch luôn rồi. Cho em một bộ lam có tay màu ghi, size XL nữa nha. Còn không? Bạn Lê Thu hết rồi đúng không? Có tay nhá. Bạn ấy có mừng được có tay đấy. XL. Đây cho bạn Lê Thu lốt dồn cho bạn ấy. Lê Thu đưa số điện thoại là 570 ạ. Ok. Vâng, đúc chị Minh Hương chờ đến đúc. 60 cân quay đầu nhé. Ok chị Trang Quỳnh Hương em cảm ơn. Đúc đấy, không em toàn đúc thôi. Nói chung là nếu mà nói về dòng áo con là đúc là đẹp nhất trong tất cả các loại luôn. Gen các chị ơi, gen nó chỉ là đẹp thôi. Không bao giờ mặc sướng bằng đúc được cả. Đúc là cái loại mặc sướng nhất trên đời luôn rồi. Phải mật là lai, ấy lắm. Phải mật ở đâu đâu? Chỉ có ăn phải mật là lai. Ăn mang đồ ăn ra quần lai, quần áo được mua. Cái quần áo các chị mua lắm thì nó mặc ở đâu mà các chị mua ấy là vấn đề đây. Con Dung nó mới bảo em ấy. Nó bảo chứ mẹ mua cái bộ quần áo của mày chỉ đợi rét để mặc diện đi chơi. Hôm mà mẹ từ hôm đấy mua rồi mà ám vía đéo mặc đi đâu rồi cả. Không, cái áo con này chị Minh Khang Trần, cái áo con này sẽ là theo size. Bình thường chị mặc 34, chị mặc 34. Bình thường chị mặc 36, có nghĩa là chị mặc 36. Bình thường chị mặc 38, có nghĩa là chị mặc 38. Cái áo con này nó sẽ không theo cân nặng chị ạ. Nó phải theo khuôn ngực của các chị nhá. Hôm nay có sale đồ gì đâu, hôm nay em bán tí đồ lam ấy, chạy tí đồ lót thôi chị. Mẹ tí thảm. Quay trả lên mã gì mấy. Vì là nó nóng, toàn đồ đông ấy, các chị có mua ở đâu. Em là để cho khách hàng thì mình mua quá nhiều đồ đông rồi. Nên giờ các chị toàn mắng em là mua chưa mặc được, nên là nay mọi người có mua ở đâu. Mai em nay đồ trẻ con đó, chị quyết định là tối ngày mai, tối thứ bảy nay đồ trẻ con. Chủ nhật sẽ like quần hoặc là đồ bộ đấy. Con bò đi con bò mới về, nhiều con bò đẹp lắm. Chủ nhật like con bò đi. Con bò lúc nào chị mặc được thì khả năng là gọi là đơn nó sẽ khởi sắc hơn là như thế này. Có mấy màu bạn, có mấy màu á? Áo con size 36 chị Nguyễn Hạnh một cái. Size 36 chị Nguyễn Hạnh em làm cho cái này nhá. Úi giời không in được. Đấy nhá, 59.000 nhá. Đây là được sale giá này đấy. Em hết rồi. Có mấy màu bạn, chị Minh Khang Trần ơi, chị mặc size bao nhiêu đó? Bây giờ liên quan đến size số của chị. Chị mặc size bao nhiêu em dơ màu? 36, 38 hay là ba mấy? 34 thì em hết nhá, 34 không có rồi. Bao nhiêu năm này nó có một năm kinh điển này. Không, một năm cũng một cho người 88 cân đâu chứ. Nhà em 50 cân không có đâu chị. Hôm qua còn có chị hỏi em là 95 cân nữa. Nam ấy là nam ngoại cỡ đó chị ạ. Khó mua, khó làm. Và những chị mà chồng mà to ấy, hầu như là các chị sẽ toàn bị mua đắt ấy. Toàn bị mua đắt ấy. Vì là nhập cái hàng nó khó hơn là bình thường nữa.
áo con size 36 chị Diễm Hồng. Chị Diễm Hồng với chị Nguyễn Hạnh vào muộn đấy. Đây. Bây giờ 36 còn đúng một lâu đấy. Lấy thì báo em. Năm chín thì quá rẻ luôn, hàng đẹp nhá. Cái này bình thường chị mua phải trăm mấy đấy. Đây là sale các chị. Không, em hết chị Nguyễn Hạnh. 36 em hết sạch luôn rồi. Giờ em còn có màu da 38 này. Vừa đấy các chị mua nhiều quá rồi. Màu đen lúc em cũng hết rồi. Các chị vào muộn có nó hết. Vâng, chị đẹp lắm chị ạ. Thế như chị cái này nữa này em cũng hết 36 rồi đấy. Hả? Chắc là mai nó hỏi em là thấy chiều thế, nó hỏi em là Hạnh ơi thế có gửi hàng luôn không, chị gửi cho. Thế em bảo là chứ chị có tin không, 3 hôm nữa chị gửi hàng mà cho em không làm sao. Thế là bảo thế mai không lấy hàng rồi bán à? Ê bỏ cha rồi có bán đâu mà. Mà nhá, nó rất vị luôn. Cái đợt mà đông khách anh ạ, cái đợt đắt hàng ấy thì gọi mọi mòn, chị ơi gửi hàng luôn cho em nhé, nhớ gửi hàng luôn cho em trong ngày hôm nay nhé, mình để gọi nó còn đâu nó bơ mình luôn đấy. Còn đâu hôm nay thì Hạnh ơi có gửi hàng không, chị gửi cho em à, màu khác size 36 em hết rồi chị Diễm Bảo ạ. Thế hôm nay em bảo luôn rồi chứ không cả ế lắm, 3 hôm nữa gửi hàng chẳng sao hết. Chị ơi em chỉ còn 38 thôi, bây giờ chị nào mua 38 thì mua ạ. 38 thì em còn màu đen, màu da và màu be. 38 thì em còn đủ đây, 36 thì em hết rồi các chị ạ. Xong rồi bỏ chứ. Thôi chị em cứ yên tâm, sang tuần là Z rồi đấy. Tin chị đi. Ơi, bác mua tạm cái của em vậy. Nói chung là được một cái sướng đó chị ạ. Nó đẹp. Em phải nói thật nó rất là đẹp luôn. Nhà em, mẹ em, mẹ em toàn mặc cái này này thôi. Siêu sướng. Cái em còn nhiều lắm. Đấy cứ dây dưa rồi cũng đến 11 giờ. Like thì vẫn có đơn nhưng mà nói chung là nó không được kiểu là... Hả? Nó cứ thích chắc chắc đơn đấy các chị. Chứ em nói thật như là tầm mẹ ế lắm. Con Anani này nó đang nói mình cái gì ấy. Mình khả năng là mình để kích con này ra. Con này nó rất rách việc luôn. Nó còn đang đi hạnh khỏe mình ở bên Facebook kìa. Em nói thật đấy chứ chị, chứ con đấm đứa thượng đế thật, nhưng mà nó là thượng đế, có những người thượng đế không được chiều được. À, biết chắc đâu mà nó không dốc được đơn. Còn tầm đen nữa. Sai quần đi em. Quần chiều ấy Nguyễn á. Chiều ấy Nguyễn ấy, tầm này không sale nữa. Hẹn các chị chủ nhật sale quần nhé. Nguyên một ngày chủ nhật ấy và sale quần. Quần thì những cái lẻ size em sale cho mọi người rẻ, và quần em về được nhiều quần bò mới lắm. Quần em về được nhiều quần bò mới lắm. Thôi bye bye mọi người nhá. Nghỉ các chị ơi, mai tính tiếp. Bye bye mọi người. Chị nào có đơn cứ cố gắng qua lấy sớm của em các chị nhá. Ok chưa? Đấy hôm nay chị làm mua được áo con là siêu sướng luôn đấy. Toàn áo con đẹp thôi nhá mọi người nhá. Xem mai tính. Bye bye các chị.